191, bỏ trốn mất dạng. Vừa nhìn liền biết, tiểu yêu kia là bị tà khí kích thích. Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau, mới vừa cảm thấy có thể là phán đoán sai, có khả năng không phải là tà khí, bây giờ vừa nhìn thấy vậy liền phát hiện không sai, quả thực là tà khí. Chỉ là ba người có phần không rõ. Diễu Khánh nhìn hai vị sư huynh nhíu mày chậm rãi hít sâu một hơi. Nam Trúc nhìn hai vị sư đệ, cũng ưỡn cái bụng bự chậm rãi hít sâu một hơi. Mục Ngạo Thiết dứt khoát ngay cả miệng cũng mở ra, chậm rãi hít sâu một hơi. Sư huynh đệ ba người không thốt tiếng nào, nhưng là tâm hữu linh tê, rất hiểu ý nhau, đều thực hiện cho hai vị khác nhìn xem, cho thấy mình hô hấp thật sự không có vấn đề. Việc này thật kỳ lạ, ba người quay đầu lại nhìn về phía tiểu yêu đang run rẩy, không hiểu rõ, vì sao ba người bọn hắn không có việc gì, chỉ có tiểu yêu kia là có việc. Là tiểu yêu kia đang diễn hay là tà khí này chỉ nhằm vào yêu tu? Nếu là đang diễn, vậy thì diễn xuất này quả thực rất tốt, cảm giác như toàn bộ bầy yêu, kể cả Liễu Phiêu Phiêu, đều đang phối hợp với gã để diễn. Nếu như nói tà khí chỉ nhằm vào yêu tu vậy thì cũng không thể nào nói nổi rồi, trong phương diện này yêu loại càng có năng lực kháng cự mới đúng. Bầy yêu cứ nhìn tiểu yêu kia, không kẻ nào đi tới hỗ trợ giúp đỡ, bởi vì một khi xuất thủ giúp đỡ chính là làm cho bản thân tiêu hao một hơi nín thở kia, chính là đang hạ thấp tỷ lệ sống sót của mình. Quan trọng nhất là, đó chỉ là một vị tiểu yêu. Tiểu yêu kia chỉ có thể dựa vào chính bản thân để hóa giải, cũng may chỉ là thử hít vào một hơi nhỏ, hút vào cũng không nhiều, rất nhanh liền vận công bức ra tà khí kia, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà sắc mặt tiểu yêu cũng không bình tĩnh, gã biết rõ một lần giày vò này đã khiến một hơi kia tiêu hao gần như không còn, kiên trì không nổi nữa rồi, trong ánh mắt có sự kinh hoảng. Sau đó, ánh mắt bầy yêu dồn dập nhìn chăm chú về phía ba sư huynh đệ. Liễu Phiêu Phiêu quát lớn, vì sao ba người các ngươi không có việc gì? Diễu Khánh chần chừ đáp, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này là nhằm vào yêu tu các ngươi? Liễu Phiêu Phiêu chần chừ, không phải không có khả năng này, nhưng có phần hoài nghi đây có phải chính là một trong những điểm mà ba người trông cậy để tiến vào cổ mộ hay không, nhưng hiện tại cũng không tiện chất vấn, còn phải dựa vào ba người này làm việc, lúc này quát lớn, còn không mau đào. Mục Ngạo Thiết trực tiếp cầm búa trong tay ném cho Diễu Khánh, phất tay ra hiệu một cái, ý tứ rất rõ ràng, đến phiên ngươi rồi. Vô ý thức tiếp nhận lấy búa, Diễu Khánh không nói nên lời, lúc trước còn là sư huynh tốt muốn chết muốn sống, đảo mắt liền trở mặt rồi. Hắn cũng không tiện ngay tại trước mặt bầy yêu nói cái gì, đành phải xách búa chui vào trong cái động đào nghiêng ra. Đến cuối động vung tay từng búa bắt đầu nện đập đào móc. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì ở tại ngoài động dọn dẹp đá vụn từ bên trong lăn xuống. Liễu Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn cái lỗ ở bên trên vẫn đang còn phun xuống tà khí, đã nhận ra được ý đồ của độc thủ phía sau màn, giết chết bọn họ là thứ yếu, việc này tự hồ là định đem toàn bộ bọn họ đều luyện chế thành tà vật. Đột nhiên, tên tiểu yêu lúc trước hút vào tà khí kia lại lần nữa phát ra động tĩnh. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy tiểu yêu kia cúi đầu xuống, đang há mồm thở dốc, hiển nhiên là hậu quả sau khi đã hao hết một hơi. Sau đó, tiểu yêu triệt để yên tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đã biến thành huyết sắc, nhìn thật dọa người. Rẹt. Một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp đem đầu nó trảm bay, keng, một thanh kiếm cắm lên trên vách đá. Xuất thủ chính là Liễu Phiêu Phiêu. Hạ sát thủ đối với người của mình, nàng ta cũng là không còn cách nào, thân là Kiến Nguyên Sơn đại trưởng vệ, nàng ta cần phải cân nhắc đến tính mạng của đại đa số huynh đệ, không thể cho phép một huynh đệ trúng tà phát tác quấy nhiễu mọi người duy trì tiết tấu tiêu hao một hơi kia. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy thi thể tiểu yêu kia chậm rãi biến thành một con sói. Liễu Phiêu Phiêu lắc mình đến động khẩu được đào ra, hướng bên trong quát lớn, tốc độ quá chậm, nhanh hơn một chút, lề lề mề mề đừng trách ta không khách khí. Bên trong đang cố ý làm chậm lại, Diễu Khánh không còn cách nào, đành phải dốc toàn bộ sức mạnh đào núi, quyết đoán dứt khoát nện mạnh. Tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian sau, lại bắt đầu có yêu tu khác tu vi không tốt chống không nổi nữa, không còn cách nào phải trúng chiêu rồi. Vì để không liên lụy đến người khác, Liễu Phiêu Phiêu không có lựa chọn nào khác, vẫn phải giết đi. Giết đến mức Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết không dám thở mạnh, sợ khiến cho bầy yêu đố kỵ. Hai người không ngại gian khổ, thành thành thật thật vùi đầu làm việc. Về sau, thỉnh thoảng có yêu tu đổ nhào xuống.
mà Liễu Phiêu Phiêu cũng thỉnh thoảng phái người đi vào trong đồng xem tình hình đào mót. Cứ cách một đoạn khoảng cách liền sẽ bước ba người giữ khánh hướng về phía thông đạo sát vách song song đào ngang sang, đánh ra một lỗ nhỏ, phát hiện sát vách vẫn có thạch cầu lấp kín, lại sai tiếp tục đào móc song song. Đá vụn tại trong không gian tràn ngập tà khí càng chồng chất càng nhiều, yêu tu chết ở trên tay chính mình cũng càng ngày càng nhiều. Tại khi thay đổi người đào móc, Diễu Khánh nhân cơ hội nói thầm mấy câu với sư huynh tiếp nhận công việc. Tại khi hơn 70 tên yêu tu chết dần đến chỉ còn khoảng 20 người thì Mục Ngạo Thiết một búa đào ngang bổ ra được một lỗ trống, lấy huỳnh thạch ra dò xét phía bên kia, phát hiện đã đào thông rồi. Vui mừng không xiết nhưng vẫn không dám lộ ra manh mối gì. Dựa theo lời Diễu Khánh dặn dò, tiếp tục đào móc, duy trì động tĩnh không ngừng, mở rộng động khẩu ra. Đợi cho động khẩu đủ để cho người ra vào được, cuối cùng Mục Ngạo Thiết hô lên tín hiệu, búa cùng rồi, đổi cái khác tiện tay đi. Ở phía dưới đang dọn dẹp đống đá trượt xuống, tinh thần hai người rung lên, nhìn nhau, Diễu Khánh nghiêng đầu ra hiệu cho Nam Trúc Trúc trước, do hắn đoạn hậu. Nam Trúc căng khuôn mặt, xách cây búa khác chui vào bên trong động. Rất nhanh, âm thanh đào động lại vang lên, Diễu Khánh quan sát bầy yêu, thừa dịp không ai chú ý, khinh thân công người tiến vào động khẩu. Bên trong động nhiên vẫn đang tiếp tục trượt xuống đá vỡ, cũng là căn cứ vào tình huống yêu tu tại hiện trường mà tổng kết ra phương thức bố trí, yểm hộ một người cuối cùng thoát thân. Diễu Khánh nhảy lên đúng vị trí, chui vào đường ngang, sư huynh đệ ba người vừa chạm trán nhau, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng chui ra động, trước tiên trốn chạy. Đột nhiên trở nên yên tĩnh, đang khoanh chân đã tọa, Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên mở mắt, phát hiện ba gia hỏa kia không còn tại hiện trường, bỗng thấy không thích hợp, lắc mình cầm song kiếm xông vào bên trong động. Chờ khi nàng ta chui ra khỏi lỗ hổng đào sinh thì nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng ba người Diễu Khánh, một đường đuổi nhanh tới một chỗ đường giao nhau, đã không biết ba gia hỏa kia trốn theo hướng nào. Chỉ chốc lát sau, khoảng 20 thủ hạ còn sót lại cũng đuổi tới, tu vi có thể chống chịu đến bây giờ, xem như là tinh anh. Đáng ghét, lại bị ba tên gia hỏa kia chạy thoát rồi. Một gã yêu tu oán hận một câu, nhưng mà cảm giác há miệng thoải mái hô hấp quả thực không tệ. Bị phạm nhân dễ dàng chạy thoát, cũng không thể nói có gì để hận, tại trong tình huống loại này, mọi người đều tận lực tự bảo vệ mình, có thể nói ốc còn không mang nổi mình ốc, bị người luồn qua chỗ trống là rất bình thường. Ở mức độ nào đó mà nói thì vẫn cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, nếu không phải ba tên gia hỏa kia có thể giống như người không bị gì duy trì liên tục làm việc, nếu dựa vào chính tay bọn họ đào móc thông đạo đào sinh thì bọn họ không có khả năng kiên trì một hơi đến bây giờ. Keng. Liễu Phiêu Phiêu vung kiếm bổ vào trên vách đá, tung tóe ra một đám đốm lửa, vẻ mặt rất oán hận. Cảm giác thấy mình đã bị ba tên gia hỏa kia đùa giỡn. Ba tên gia hỏa kia vì sao không sợ tà khí? Vì sao dám vẫy ra bọn họ để chạy trốn? Vấn đề lại quay trở lại vấn đề sớm nhất lúc trước, ba tên gia hỏa kia thế đơn lực bạc vì sao dám xâm nhập vào tòa cổ mộ này? Tất có điều cậy vào. Ba tên gia hỏa kia tất có biện pháp không sợ tà khí, nàng ta cảm thấy mình đã bị lừa, dẫn đến nhiều thủ hạ như vậy uổng mạng. Một đường chui loạn trốn loạn, sư huynh đệ ba người cảm giác được mình đã chạy rất xa, đã cảm thấy sẽ không tiếp tục bị đuổi kịp rồi. Cuối cùng mới dừng lại. Nam Trúc lo lắng, việc này nếu như thực sự bị bắt lại, chúng ta e rằng chết chắc rồi. Diễu Khánh xem thường, lúc trước tại trong thông đạo chung quanh bị chặn kín, đó là không có biện pháp. Bây giờ đã tiến vào trong địa cung chằng chịt này, muốn bắt được chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy, bọn họ vẫn nên suy nghĩ chính mình có thể còn sống rời đi hay không. Nam Trúc than thở, dựa vào thực lực của bọn họ, nếu như cũng không thể sống sót rời đi, chúng ta chẳng phải càng nguy hiểm sao? Vậy thì chưa chắc. Diễu Khánh có chút tự tin, rút ra một cây hương bên hông, lấy mồi lửa ra thắp cháy lên. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau, trong lòng hiện lên cùng một ý nghĩ, lại muốn thỉnh tổ sư gia rồi. Dưới ánh sáng của huỳnh thạch chiếu rọi, khói xanh lượn lờ phiêu đãng, hơi chút quan sát, khóe miệng Diễu Khánh hiện lên tiếu ý, phù hợp với phán đoán của hắn lúc trước, chung túc không nói xạo, cái địa cung này kỳ thực có thông khí, chỉ vì thông đạo địa cung quá mức quanh co dài dằng dặc, không dễ dàng bị nhận ra mà thôi. Hắn xoay người hướng về phía gió thổi tới, đi, đi dạo địa cung này đi. Đi ngược theo hướng gió có thể bảo đảm bình an. Nếu có thứ gì đó xuất hiện tại phía trên hướng gió, sẽ làm cho khí lưu sinh ra yếu ớt biến hóa,
ảnh hưởng đối với làn khói có thể giúp hắn nhận thấy được, từ đó có thể sớm lẩn tránh. Cuối hướng gió thì hắn hoàn toàn không có biện pháp phán đoán, việc này khác hẳn với việc tại trong địa cuộc tràn ngập khói mù lợi dụng quan tự quyết để bắt hỏa tất xuất. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn liền ngây ngẩn cả người, ngưng thần quan sát làn khói biến hóa. Sao rồi? Nam Trúc hỏi. Rút, phía trước có người, tới giao lộ phía sau đổi đường đi khác. Vũ Khánh ném xuống một câu, dẫn theo hai người quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần có người, không phải yêu tu chính là tà vật nơi đây, dù sao khẳng định không phải là cùng một bọn với bọn hắn, khẳng định phải né tránh. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết có phần kinh nghi, không biết thật giả, nếu là thật, lẽ nào tổ sư gia có thể phù hộ hỗ trợ đến nước này? Ba người vừa mới chạy đến gần ngã tư đường lúc trước đi qua liền khẩn cấp dừng lại rồi, lại đúng lúc bị chặn kín. Phía trước, một đám yêu tu vừa vặn chặn kín tại ngã tư đường, cầm đầu chính là Liễu Phiêu Phiêu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Quay đầu lại, mặt sau một đám yêu tu cũng đang chạy tới, chặt đứt đường lui của bọn họ. Vũ Khánh không nói nên lời, như vậy cũng có thể bị chặn đường, phải không may cỡ nào a? Liễu Phiêu Phiêu lạnh lùng hỏi, còn không thúc thủ chịu trói đi. Ba người còn có thể làm gì? Vũ Khánh chỉ có thể cười khổ thả hai tay xuống, thực lực cách biệt quá xa, phản kháng lập tức chết, thúc thủ chịu trói có khả năng còn có cái đường sống. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng thúc thủ nhận mệnh rồi. Nam Trúc đặc biệt u oán quét nhìn Vũ Khánh một cái, phát hiện tên này thích làm bậy, thích giày vò, đào ra thông đạo đào sinh vốn là rất tốt, cứ muốn chạy, vụ này hay rồi đi, không chết cũng phải chịu tội. Tích tích tích. Tại thời điểm một đám yêu tu trước sau tới gần, đầu to ở trong bím tóc đuôi ngựa của Vũ Khánh đột nhiên lại phát ra tiếng tích tích kêu to. Vũ Khánh sửng sốt, ánh mắt đảo qua đám người Liễu Phiêu Phiêu trước mắt, nhất là theo dõi trường kiếm của Liễu Phiêu Phiêu, phát hiện cũng không phải là song kiếm vốn có của Liễu Phiêu Phiêu, đột nhiên cả kinh, rẹt một tiếng rút kiếm ra, kêu lên, giả, chém nó. Lắc mình lao ra, kiếm quang liên tục lóe lên, lục dịch văng ra. Lướt qua giữa một đám yêu tu, Vũ Khánh như chém dưa thái rau vậy, khi hắn dừng tại ngã tư đường thì đám yêu tu Liễu Phiêu Phiêu đã đổ đầy khắp nơi, hiện hình ra một đám quỷ thai. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vừa nhìn thấy tình hình này thì cũng rút kiếm lao tới một đám yêu tu phía sau. Tranh đấu rất nhanh liền kết thúc, ba người Vũ Khánh nhưng là nghĩ mà sợ không thôi, nguy hiểm thật, vừa rồi nếu như thật sự thúc thủ chịu trói, bị một đám rác rưởi không có sức chiến đấu gì tới sát bên người đâm chết thì đó mới gọi là chết oan. Tại chỗ không thích hợp ở lâu, ba người lại lần nữa đi tới trước, khi xông đến một hầm ngầm dưới núi thì lại nhất tề dừng lại, phía trước, trên cầu đá đứng một vị bạch y nữ tử, tựa hồ từ lâu đang chờ bọn họ. Chương 192, Tiên Nhân. Ở đâu ra một bạch y nữ tử như vậy? Sư huynh đệ ba người có thể xác định, trong số người trước sau sau tiến tới đây khẳng định không có người nào ăn mặc như vậy, trừ phi sau đó còn có người khác tiến vào thì có thể. Bạch y nữ tử xoay ngang mặt đứng ở cạnh cầu đá không có tay vịn, khiến người lo lắng sẽ trượt chân ngã xuống. Cách một chút cự ly, ánh sáng cũng không quá tốt, nhìn không rõ dung mạo nữ tử như thế nào. Là người? Là quỷ? Hay là yêu quái? Mục Ngạo Thiết đưa huỳnh thạch trong tay dưới tới trước con mắt Vũ Khánh, ra hiệu đồ vật bôi trên mí mắt đã không còn rồi. Không cần phải nói chuyện, sư huynh đệ ba người lập tức móc làm sắc yêu cơ ra bôi lên mí mắt của mình. Sau đó ba người lại nhìn về phía bạch y nữ tử kia, quỷ dị chính là không có nhân khí không phải người, không có yêu khí không phải yêu, không có âm tức cũng không phải quỷ. Hoàn toàn giống vật chết. Nam Trúc thở phào nhẹ nhõm, làm ta hoảng sợ, đó hẳn phải là bức tượng điêu khắc gì đó đi. Thật rất sống động giống như thực vậy. Ai đặt ở đó dọa người sao? Vấn đề này hỏi cũng là hỏi không, không người nào có thể trả lời, chỉ là gã hơi bị nhiều lời nhảm mà thôi. Lúc này ba người tiếp tục đi tới trước, leo lên cầu đá, thỉnh thoảng quan sát xung quanh, đồng thời cũng cảnh giác với bức tượng bạch y nữ tử kia. Dù sao nơi này là địa phương rất tà môn, trực tiếp không nhìn tới cũng làm không được, trong lòng vẫn là có lòng đề phòng. Nói thật, quan sát hoàn cảnh bốn phía, ba người rất kinh ngạc, không nghĩ tới trong lòng đất này còn có không gian tương tự vách núi hẻm núi như vậy. Tại lúc không còn mấy bước thì sẽ đến chính giữa cầu đá, cũng chính là sắp đến vị trí có bức tượng bạch y nữ tử kia thì bạch y nữ tử chợt chuyển động, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, thần tình lạnh nhạt.
Một màn này thiếu một chút khiến ba người giật nảy cả mình. Tích tích tích. Đầu to ở trong bím tóc đuôi ngựa của Diễu Khánh cũng ngay lúc này phát ra tiếng kêu to tích tích. Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, sư huynh đệ ba người cơ hồ là cùng lúc huy kiếm, cùng một động tác, cao, mập mạp, gầy cất tiếng ha hả gào to cùng tiến lên, chém nàng. Như trước là không chịu nổi một kích, chỉ là phản ứng của ba sư huynh đệ có phần quá khích, ai bảo tại trong khung cảnh tối như mực như vậy lại đứng trên cầu một bạch y nữ nhân hù dọa bọn họ. Bạch y nữ tử ngay tại chỗ bị ba người liên thủ chém vỡ nát, lục dịch văng khắp nơi, biến trở về dáng vẻ quỷ thai buồn nôn kia, ở trước mặt rớt xuống cầu đá, rơi về phía sơn cốc phía dưới. Sau đó, có thể nghe được phía dưới sơn cốc có âm thanh lộp bộp truyền đến. Nam Trúc thở ra một hơi, còn quỷ thai này đang làm cái gì, lúc trước còn có thể biến hóa thành người chúng ta nhận biết, bây giờ tại sao đột nhiên biến thành một người xa lạ chứ, như vậy không phải lộ rõ ra khiến người ta cảnh giác sao? Mục Ngạo Thiết nhắc nhở, không giống với quỷ thai lúc trước, trước đây không có nhân khí thì cũng có yêu khí, lần này thì cái gì cũng không có, giống như là vật chết. Vũ Khánh và Nam Trúc trầm mặt lại. Nhân khí, yêu khí, âm thanh một nữ nhân đột nhiên cất lên vang vọng trong sơn cốc. Sư huynh đệ ba người đột nhiên có cảm giác lông tóc dựng thẳng lên, rợn tóc gáy. Bọn họ không xa lạ với âm thanh nữ nhân này, tuy chỉ nghe qua một tiếng than thở ngắn ngủi, nhưng là ấn tượng khắc sâu, lúc này vừa nghe được liền nhớ tới tình hình lúc trước khi vừa mới tiến vào cổ mộ, cùng với âm thanh than thở kia là cùng một người, trong giọng nói có hơi hiện ra vẻ u oán. Ba người nhìn nhau, theo phản ứng của đối phương đã nhìn ra được không phải ảo giác thính giác, cũng không phải chỉ một mình nghe được. Ba người nhìn xung quanh, ngay lập tức trùng mình. Từ động khẩu ở đầu kia của cầu đá, đi ra một bóng người, tới hơi gần chút là có thể nhìn thấy được đó chính là một con mao hầu tử bám đầy dịch nhầy buồn nôn. Quỷ thai ngang nhiên dùng hình dáng thực vừa đi tới vừa biến hóa, dịch nhầy bên ngoài thân nhúc nhích nhuyễn động biến hóa, rất nhanh lại biến trở thành bạch y nữ tử kia. Sư huynh đệ ba người còn là lần đầu tiên mắt mở trừng trừng nhìn thấy quỷ thai là làm thế nào biến hóa thành người. Việc này cũng thôi đi, càng khiến ba người kinh nghi chính là bạch y nữ tử theo từng bước đi tới, trên thân không ngừng hoán chuyển nhân khí, yêu khí, tà khí, tự hồ đang đáp lại lời Mục Ngạo Thiết nói, ngươi muốn cái khí gì ta đều có thể cho ngươi. Đây là quái vật gì, xem ra những người trước đây từng đi tới cổ mộ cũng không lý giải nhiều lắm đối với quỷ thai này nha. Giọng Nam Trúc hơi có vẻ khẩn trương. Đều rõ ràng cảm giác được, lần này quỷ thai lộ diện hình như rất không giống lúc trước, dường như có chiêu số gì khác để xông tới bọn họ. Nhất là cảm giác được người cất tiếng than thở kia hẳn phải là nhằm về phía bọn họ mà tới rồi. Vũ Khánh làm ra thủ thế, về phương diện nào đó mà nói, sư huynh đệ ba người thực sự rất ăn ý, lập tức xoay người lướt đi, trực tiếp thoát khỏi cầu đá, nhằm về phía động khẩu lúc tới. Gặp phải sự việc như vậy, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên trốn xa một chút rồi nói tiếp, thông tục xưng an toàn đệ nhất, tục hơn một chút chính là chạy trốn. Nhưng mà tương phùng chính là có duyên, có một số việc trốn không thoát. Vọt tới động khẩu, ba người chợt gấp gáp dừng lại, chậm chậm lui về phía sau. Sau đó, từ trong động lại đi ra một người, lại là một bạch y nữ tử. Sư huynh đệ ba người không ngừng quay đầu nhìn, phía sau vẫn còn bạch y nữ tử, bạch y nữ tử hai phía đều giống nhau như đúc. Vũ Khánh đột nhiên lắc mình một cái lao ra, chỉ một kiếm liền đem bạch y nữ tử phía trước chém giết, vẫn là không chịu nổi một kích như trước, thậm chí không có bất cứ ý định tránh né gì, lại ngã xuống đất biến thành thi thể quỷ thai. Hắn muốn diệt trừ kẻ chặn đường, trước tiên trốn về thông đạo giống như mê cung kia. Ta tùy lúc có thể làm cho những yêu tu kia tìm được các ngươi. Bạch y nữ tử vô cùng đơn giản nói một câu vang vọng tại sơn cốc, lập tức khiến cho Vũ Khánh trừ quái xong muốn chạy phải khựng lại. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết trở tay không kịp ngược lại vọt tới phía trước hắn, lại song song dừng lại, song song quay đầu lại nhìn về phía Vũ Khánh, làm sao không chạy nữa rồi. Lúc này, bên trong động đi ra một đám bạch y nữ tử, khiến hai người buộc lòng phải lui về. Đồng thời, một chỗ khác của cầu đá cũng xuất hiện một đám bạch y nữ tử, toàn bộ đều giống nhau. Đám đông bạch y nữ tử ở hai bên động khẩu đều đang tập trung về giữa cầu đá. Sư huynh đệ ba người bị ép buộc phải lui về phía sau, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết muốn động thủ đánh giết đi ra ngoài, lần này là Vũ Khánh vung kiếm giang tay ngăn cản hai người, gạt hai người cùng nhau lui về phía sau, đồng thời la lớn, ngươi muốn làm gì, muốn khiến bọn ta sợ sao?
Lời này vừa nói ra, bạch y nữ tử đang từ hai bên đi tới chợt hiện cử chỉ khác thường, đột nhiên giống như bị điên, từ hai bên cầu đá nhào tới, dồn dập giống như tự sát nhảy xuống cầu. Một mực lui về phía sau, sư huynh đệ ba người kinh ngạc, chỉ thấy phía trước chỉ còn lại một gã bạch y nữ tử đi về phía bọn họ, quay đầu nhìn lại, trên cầu không còn có một bóng người. Đối phương tựa hồ thể hiện ra mức độ thiện ý nào đó. Bạch y nữ tử ở trước mặt đi tới giơ tay phải lên, ống tay áo dài hướng phía sơn cốc phất qua. Kỳ tích lập tức xuất hiện, cả tòa sơn cốc trong nháy mắt trở nên tinh quang sáng lạn, ngay lập tức lại như biển sao mênh mông. Trên cầu, trên vách núi đá, trong sơn cốc dưới cầu, còn có trên đỉnh đầu, khắp địa cung tùy ý có thể thấy loại rễ sợi này bắt đầu tản ra quần sáng, không ngừng có quần sáng rót vào trong từng sợi rễ kia, cuối cùng sau khi đình chỉ thì mỗi một sợi rễ đều tản ra ánh huỳnh quang trắng sáng nhu hòa. Lúc này sư huynh đệ ba người cuối cùng cũng nhìn rõ rõ ràng ràng dung mạo bạch y nữ tử, tóc dài áo choàng, tướng mạo chỉ có thể nói là tạm được, không thể nói xinh đẹp, thần tình đạm mạc. Dáng vẻ chân trần bước đi tới trái lại dễ nhìn, mỗi một bước đạp tại trên những sợi rễ kia có sóng ánh sáng rung động, giống như đang đạp sóng ngân hà mà đến. Chân trần vừa hạ xuống đất, sợi rễ xung quanh liền giống như sóng lại, nhẹ nhàng chạm vào. Không gian sơn cốc trong lòng đất vốn đen kịt u ám trở nên huy hoàng sáng sủa, biến thành một nơi tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh, thật sự quá đẹp rồi. Đẹp đến mức làm cho sư huynh đệ ba người trợn mắt há mồm. Đẹp đến mức làm cho sư huynh đệ ba người có phần sợ hãi, đối phương làm cho bọn hắn có cảm giác cao thâm khó lường. Đây còn là cổ mộ âm trầm trong truyền thuyết sao? Còn tà môn như trước. Ba người nhìn huỳnh thạch trên tay mình bị làm cho buồn bã thất sắc. Cái này đến cùng là tình huống gì? Trong tình báo của vọng lâu không nhìn thấy được, trong truyền thuyết không có nghe nói qua, đám người Liễu Phiêu Phiêu cũng không nhắc tới còn có cảnh tượng như vậy. Vấn đề là, một con quỷ thai có thể có năng lực khống chế dùng một cú phất tay liền thắp sáng được một mảnh thiên địa sao? Ba người đã cảm giác được, con quỷ thai này không phải chính chủ hẳn phải là người khống chế quỷ thai, là người có dung mạo nữ nhân này sao? Độc thủ phía sau màn đã xuất hiện rồi sao? Vũ Khánh kêu to, ngươi là người nào? Bạch y nữ tử vừa chậm rãi đi tới, vừa chậm rãi nói ra, ngươi hy vọng ta là người nào, ta chính là người đó. Vũ Khánh, nếu đã lộ diện rồi, cần gì phải cố lộng huyền hư? Bạch y nữ tử, người bất tử bất diệt, dùng lời nhân gian nói thì là, tiên nhân. Tiên nhân. Sư huynh đệ ba người đồng thời sửng sốt, ngay lập tức nhìn nhau, trong ánh mắt đều có hoài nghi, nếu thật sự là tiên nhân trong truyền thuyết thì phải cần trốn ở trong lòng đất dùng thủ đoạn lén lút như vậy sao? Bạch y nữ tử cuối cùng đứng ở trước mặt ba người. Tích tích tích. Trốn ở trong tóc. Đầu to lại len ken kêu to báo nguy một phen. Lần này, sư huynh đệ ba người không có chém nữ tử đối diện nữa. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Vũ Khánh nói, nếu như ta không có đoán sai thì con côn trùng trên người ngươi chính là địa hỏa chi tinh đi. Là nói tới đầu to sao? Vũ Khánh nghi hoặc hỏi, địa hỏa chi tinh? Có lẽ là vậy đi. Bạch y nữ tử, địa hỏa chi tinh là do địa hỏa linh khí dựng dục ngưng kết mà thành, 800 năm mới có thể hóa hình một lần lộ diện, một lần lộ diện cũng chỉ có 36 ngày, chỉ vì giao phối, về sau lại ẩn tại dưới địa hỏa không ra. Đây là vật chí dương, có thể khắc âm hồn, bách tà bất xâm, thông thường dùng để chế thuốc và luyện chế bảo khí, vật còn sống chính là tinh linh không nhiễm phong trần, lưu lạc tại thế tất sẽ tuyệt thực mà chết, làm sao sẽ tại trong thế gian phong trần cùng đi theo người chạy loạn khắp nơi, nó không bỏ chạy sao? Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau. Vũ Khánh trong lòng đang nói thầm, nàng nói chính là đầu to sao? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng đang âm thầm tự hỏi trong lòng, đang nói tới chính là con đánh rắm trùng kia sao? Sư huynh đệ ba người đều có cảm giác bạch y nữ tử này nâng đầu to lên quá hay quá cao cấp, nhưng là đều cảm thấy lời đối phương nói có phần không phù hợp. Cái gì mà 800 năm mới lộ diện một lần, cái gì mà tinh linh không nhiễm phong trần, cái gì mà lưu lạc tại thế tất sẽ tuyệt thực mà chết, trong lòng ba người đều đang nói thầm, tuyệt thực cái rắm, tham ăn muốn chết, không ăn đến căng tròn bụng cũng đã rất tốt. Một cái đại rắm liền có thể đồ thán một phương, thật sự không nhìn ra được phần cao nhã mà nhân gia nói tới kia. Về phần có bỏ chạy hay không, Vũ Khánh suy nghĩ một chút tình hình đã bán đi lại chạy về tới, chần chừ nói, hiện tại hẳn là sẽ không chạy. Bạch y nữ tử gật đầu, thứ mà 800 năm mới xuất hiện một lần,
ngươi có thể gặp gỡ được, còn có thể tùy tùng theo ngươi, có thể thấy ngươi cũng là người thân có cơ duyên, trái lại cũng không uổng ta lộ diện gặp ngươi. Diễu Khánh, không nên nói huyền ảo như vậy, ba chúng ta vào Nam ra Bắc cái gì chưa từng thấy qua, không có bị lừa bởi cái kiểu này, ngươi đến cùng là ai, chân thân trốn ở phía sau màn đến tột cùng có ý đồ gì? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nghe vậy cũng ưỡn ưỡn lồng ngực, kiếm trong tay vung vung trợ uy cho sư đệ. Bạch y nữ tử, ta tại đây ở lại 3000 năm, các ngươi phá gia môn ta, nhiễu ta thanh tịnh, trái lại chất vấn ta có ý đồ gì, là đạo lý gì? Chương 193, hợp tác. 3000 năm. Nghe có phần kích thích a, sư huynh đệ ba người nhìn nhau, đều không rõ. Diễu Khánh lại lần nữa quát hỏi, rốt cuộc, ngươi là ai? Là ai? Bạch y nữ tử giống như tự hỏi một câu, không có trả lời, lại chân trần đi tới sát mép cầu đá không có lan can, ngước nhìn không trung không đáp, giống như tịch liêu, như thâm trầm, như hồi ức lại quá khứ. Trong sơn cốc bỗng nhiên nổi gió lên, khiến ba sư huynh đệ hơi kinh ngạc, không gian này ở trong lòng đất, gió từ đâu tới, nhìn nhìn khắp nơi, mới phát hiện là phía dưới vách núi có tà khí dâng lên, quấy nhiễu lên giống như có gió nổi mây bay vậy. Tích tích tích. Tà khí thổi tới như cơn gió khiến cho đầu to lại kêu to cảnh báo lần nữa. Đứng ở trong quần sáng tinh khiết, bạch y nữ tử như muốn đón gió tung bay theo, tay áo váy phất phới, tóc dài cũng lay động trong gió, đột nhiên nói, các ngươi muốn phỏng đoán ta là ai cũng được, quan trọng là các ngươi đã nhìn thấy, ta không có ác ý đối với các ngươi. Dung mạo nữ nhân này không tính là xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt thâm tình chân thành. Ánh mắt thâm tình ngước nhìn tinh không trước mắt, dáng vẻ cô đơn đứng đó, đem đến cho người ta một cảm giác khó mà tả rõ. Diễu Khánh chỉ nàng, lại chỉ mình, ngươi dùng phương thức này gặp mặt chúng ta, e rằng không phải một câu không có ác ý là có thể giải thích được, ngươi xác định không có ý đồ khác. Bạch y nữ tử, ta có thể trợ giúp các ngươi giải quyết hết đám yêu tu đang truy vết các ngươi kia. Tại trong địa cung này, nếu như có ta trợ giúp, các ngươi có thể dễ dàng tránh thoát được bất cứ kẻ nào. Những kẻ tiến vào địa cung, giúp ta giết chết bọn họ. Không biết có phải bởi vì đã thật lâu không có nói chuyện với người khác hay không, Trình Tự lời này không thuận, nói có phần luẩn quẩn. Nam Trúc một tay cầm kiếm, một tay cầm huỳnh thạch, vẻ mặt bối rối hỏi, đến tột cùng là ngươi giúp chúng ta giết chết những yêu tu, hay là chúng ta giúp ngươi giết chết những yêu tu kia? Bạch y nữ tử cúi đầu trong gió, tóc dài tung bay, trầm tư, cuối cùng đưa ra một đáp án, hợp tác. Diễu Khánh, chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, vì sao phải hợp tác với ngươi? Bạch y nữ tử lại đổi một câu trả lời, có thể là giao dịch. Diễu Khánh, giao dịch như thế nào? Bạch y nữ tử, nghe ta liền cho thứ các ngươi muốn. Diễu Khánh, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Bạch y nữ tử xoay người đối diện với bọn họ, ngươi người này rất không thành thật. Diễu Khánh không nói nên lời, việc này là thế nào, tại sao lại kéo tới vấn đề đó? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết trái lại nhìn không được nhìn nhau, phát hiện ánh mắt nữ nhân này nhìn rất không tệ. Không phải. Diễu Khánh có phần không biết phải nói tiếp vấn đề này như thế nào, lắc đầu, rất bất mãn nói, chúng ta không oán không cừu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch y nữ tử, năm đó A Tiết Chương là người chủ trì khai quật địa cung, nhân viên Ti Nam Phủ cùng đi lấy vân đồ đi khỏi địa cung, từ đó về sau địa cung yên tĩnh nhiều năm, bây giờ đột nhiên liên tiếp có nhiều kẻ khác nhau xâm nhập, tuyệt không phải trùng hợp, nói rõ bí mật trong vân đồ đã có người giải được, cho nên mới gợn sóng trở lại. Con trai của A Tiết Chương cũng đúng lúc tới đây, nói là tới tìm vân đồ, ngươi đang nói láo, ngươi đã biết bí mật trong vân đồ, đang lừa gạt những yêu tu kia. Diễu Khánh á khẩu không trả lời được. Sư huynh đệ ba người coi như đã hiểu rồi, xem ra Liễu Phiêu Phiêu nói thật sự không sai, tại trong địa cung này, mỗi lời nói cử chỉ đều sẽ bị người ta nhìn trộm. Ngươi không phải tới tìm vân đồ, ngươi đã biết bí mật trong vân đồ, là tới tìm kiếm manh mối tiên gia động phủ. Chủ mộ thất không có manh mối mà ngươi muốn, manh mối tại nơi chỗ ta đây, ta biết rõ tiên gia động phủ ở đâu. Nghe ta dặn dò, xong việc ta sẽ nói cho các ngươi biết tiên gia động phủ ở đâu. Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau. Nam Trúc thăm dò hỏi, ngươi nói ngươi đã ở tại đây 3000 năm, còn nói mình bất tử bất diệt, chẳng lẽ ngươi chính là Vân Hề kia? Bạch y nữ tử trực tiếp phủ nhận, không phải. Ách! Nam Trúc sửng sốt,
Sư huynh đệ ba người đều có phần sửng sốt, trước mắt ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết, nghĩ không ra còn có ai có thể tương ứng được. Nam Trúc lại hỏi, vậy ngươi là ai? Bạch y nữ tử tựa hồ không muốn đối diện vấn đề này, là ai các ngươi đều không thể xác nhận được. Đối với các ngươi mà nói, biết rõ tiên gia động phủ ở đâu, có thể sống sót rời đi hay không mới là trọng yếu nhất. Vũ Khánh gật đầu, có thể đồng ý với ngươi. Hai vị sư huynh nhất tề quay nhìn hắn chăm chú. Nam Trúc đưa kiếm trong tay gõ thình thịch vào kiếm trong tay Vũ Khánh, nhắc nhở, ngay cả đối tượng hợp tác là ai cũng không biết, ngươi lấy sức lực ở đâu mà đồng ý thống khoái vậy? Nàng nói không sai. Nếu như nàng thực sự là người của 3.000 năm trước, không quản nàng nói mình là ai, chúng ta đều không thể xác nhận được. Cho nên ta chỉ quan tâm tới việc lời nàng nói ra có thể làm được hay không, có thể thực hiện được hay không. Vũ Khánh nâng tay đưa kiếm hất kiếm của gã ra, nói với nàng kia, cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, trước tiên nói cho chúng ta biết tiên gia động phủ ở đâu. Hai vị sư huynh lại ngẩn ra, cảm thấy lời này của lão thập ngũ có phải có phần quá lộ liễu trực tiếp quá hay không. Bạch y nữ tử cũng hơi chần chừ, dù cho bây giờ nói cho ngươi, làm sao ngươi biết ta nói là thật hay là giả? Vũ Khánh, xong việc ngươi mới nói cho ta cũng không biết là thật hay là giả. Ngươi nói trước cho ta tự sẽ nghĩ biện pháp để xác minh. Bạch y nữ tử, hai cái điều kiện, còn cái kia thì sao? Vũ Khánh, ngươi trước tiên làm xong cái thứ nhất rồi nói tiếp. Bạch y nữ tử trầm mặt. Hai vị sư huynh nhìn xem người này, lại quay nhìn người kia. Một lúc lâu sau, bạch y nữ tử suy nghĩ hồi ức nói ra, vị trí cụ thể của Tiểu Vân Giang, ta cũng không rõ lắm, cửa ra vào tại trên đỉnh một ngọn núi, tại đỉnh ngọn núi cao nhất giữa những đám núi ở chỗ sâu trong mây trắng. Vũ Khánh nhìn không được liếc mắt khinh bỉ, ngươi nói vậy sao tính là biết, dù cho đúng như ngươi nói, làm sao có thể tìm được. Bạch y nữ tử, dưới núi có một dòng nước xiết, cưỡi bè gỗ trôi theo dòng nước khoảng nửa canh giờ là có thể nhìn thấy một trấn nhỏ. Trên núi xung quanh trấn nhỏ có rất nhiều sơn trà hoa, non nửa ngày sau có thể thấy một cái bến tàu, lại là một trấn nhỏ. Vũ Khánh thả hai tay giang ra, tên của hai trấn nhỏ là gì, ngươi không nói ra được địa danh thì có tác dụng gì? Bạch y nữ tử, xuôi dòng trôi qua, trấn nhỏ có sơn trà hoa không biết tên là gì, trấn nhỏ bến tàu thì gọi là Thạch Cơ Loan. Thạch Cơ Loan. Nam Trúc lẩm nhẩm ghi nhớ tên này. Vũ Khánh nghi hoặc, nghe cách ngươi nói, ngươi từng ra vào Tiểu Vân Giang, tại sao lại không hiểu rõ địa danh bên ngoài Tiểu Vân Giang? Bạch y nữ tử, đi bộ xuất hành, chỉ có một lần. Lời dừng tại đây, có vẻ không muốn giải thích nhiều hơn. Được rồi, Vũ Khánh lui mà cầu thứ nhì, thiên hạ lớn như vậy, đã 3.000 năm trôi qua, tên của một trấn nhỏ còn như cũ hay không cũng là cái vấn đề, cho tên của địa danh lớn hơn đi. Bạch y nữ tử suy nghĩ một chút, nói, Ninh Châu. Địa danh to to nhỏ nhỏ khác nữa thì ta nhớ không rõ rồi, cần phải tự các ngươi đi tìm. Ninh Châu. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, cái tên Châu này trái lại vẫn còn tiếp tục được sử dụng tại Cẩm Quốc. Vũ Khánh suy nghĩ một chút lại hỏi, nếu như nhập khẩu tại trên đỉnh một ngọn núi, làm sao có khả năng qua nhiều năm như vậy mà không bị người phát hiện? Bạch y nữ tử, không có biện pháp ra vào, dù cho ngươi đứng ở cửa vào cũng nhìn không thấy. Huống chi khi thượng tiên ly khai thì đã phong ấn động phủ, thời điểm bình thường là không vào được. Hàng năm tại giờ Tý ngày mồng 1 tháng 1 sẽ mở ra một lần, chỉ cần có ánh trăng, đứng ở đỉnh núi tự nhiên có thể nhìn thấy nhập khẩu. Điều kiện đầu tiên của ngươi ta đã nói rất rõ ràng rồi, điều kiện thứ hai là gì? Vũ Khánh lại nhìn hai vị sư huynh, thấy hai người gật đầu thể hiện đã nhớ kỹ, lúc này mới nhắc tới điều kiện thứ hai, bản đồ, ta muốn bản đồ của tòa địa cung này. Ngươi có thể hiểu rõ tất cả về tòa địa cung này, làm ra một tấm bản đồ đối với ngươi mà nói hẳn là không thành vấn đề. Bạch y nữ tử, ta chính là bản đồ sống, không cần phải làm thêm cái bản đồ. Vũ Khánh, nếu như ngươi nuốt lời thì ngay cả đi hướng nào để đột phá vòng vây ta cũng không biết. Ta cần một phần bản đồ địa cung tỉ mỉ cũng là để nắm giữ địa hình, đem địa hình nhớ kỹ trong lòng mới tiện cho đúng lúc làm ra phán đoán, mới dễ giúp ngươi đối phó đám người kia. Ngươi nói có đúng hay không? Bạch y nữ tử suy nghĩ một chút, chờ. Dứt lời liền xoay người bỏ đi, biến mất tại động khẩu phía một đầu cầu. Ánh sáng trắng nhạt xung quanh cũng đột nhiên rút đi như thủy triều. Trong nháy mắt lại biến thành thế giới hắc ám, chỉ còn có huỳnh thạch trên tay ba người đang phát sáng. Nam Trúc nhìn khắp nơi,
áp sát tới trước người hai vị sư đệ, hỏi, nàng ta là Vân Hề sao? Mục Ngạo Thiết, nếu như thật sự sống hơn 3.000 năm thì có thể là nàng. Nam Trúc, 3.000 năm, thật đã trở thành tiên nhân trường sinh bất lão hay sao? Vũ Khánh, tiên nhân hội ở tại loại địa phương quỷ quái này sao? Còn sẽ cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Lão Thất, ngươi vậy mà thực sự tin hay sao? Nếu nàng ta là Vân Hề kia, vậy thì khẳng định không phải là tiên nhân gì. Tà khí tại nơi đây cũng không phải là trống không mà có, nàng ta hẳn phải tu luyện tà thuật gì đó. Nếu như dự đoán không sai thì nàng ta đã biến thành tà ma. Trực tiếp không hề cấm kỵ nói ra như vậy khiến Nam Trúc liên tục ra hiệu cho hắn im tiếng, chỉ bốn phía, thể hiện là đối phương có thể nghe được. Sau khi mọi người đều đã yên tĩnh, Nam Trúc lại nhìn không được lẩm bẩm một câu, các ngươi không có kỳ quái sao, vì sao lại cứ là tìm chúng ta hợp tác, rõ ràng còn có kẻ khác tu vi càng cao hơn. Vũ Khánh, có thể đi vào nơi đây chen một tay đều là loại người nào? Không tìm chúng ta thì tìm ai? Tìm Ti Nam Phủ, tìm Thiên Lưu Sơn, hay là tìm Đại Nghiệp Ti? Tìm những kẻ kia để hợp tác không khác nào bảo hộ Lục Gia. Chỉ cần nàng ta dám để lộ ra nội tình, chỉ sợ ngay cả sào huyệt cũng sẽ bị người bưng đi. Nam Trúc thổn thức, thì ra là bởi vì thực lực chúng ta yếu a. Vũ Khánh nhìn hai bên, có chút thủ đoạn trước kia từng sử dụng qua với đám người kia, lần này dùng lại, hiệu quả đã không lớn nữa, nàng ta cũng có phần sợ rồi, nàng cũng có chuẩn bị khác, từ lời đám người Liễu Phiêu Phiêu nói là có thể nhìn ra, thí dụ như mê hồn trận tại nhập khẩu chính là trước đó không có. Quan trọng nhất là, một ít thủ đoạn của nàng ta không có tác dụng đối với ba chúng ta. Lúc trước nàng có dự định gặp ba chúng ta hay không thì ta không biết. Bởi chúng ta đem đám người Liễu Phiêu Phiêu cứu ra khỏi cạm bẫy của nàng ta nên nàng ta đại khái thật sự có phần gấp gáp rồi. Đại khái là không hy vọng ba chúng ta tiếp tục liên thủ cùng người khác, mới không tiết lộ diện nói chuyện cùng chúng ta. Nói đến đây, hắn chợt lớn tiếng hướng về phía không trung sơn cốc hô lên, vị tiên nhân bất tử bất diệt kia ơi, có phải như vậy hay không? Âm thanh vang vọng trong sơn cốc tối như mực. Hừ. Chỉ có một tiếng nữ nhân hừ lạnh đáp lại. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nghe vậy đều là toát ra vẻ như có suy nghĩ, không thừa nhận cũng không được. Đầu óc lão thập ngũ có lúc rất là cơ trí, bọn họ cũng chỉ mong lão thập ngũ làm ra một số quyết định thì trong lòng có cơ sở. Bọn họ cũng lo lắng bên mình hợp tác với Bạch Y nữ tử cũng là bảo hộ Lục Gia, nhưng mà dựa vào sự lý giải về Vũ Khánh, đều mơ hồ cảm giác được Vũ Khánh đồng ý thoải mái như vậy thì có phần không bình thường, giống như là đang ẩn giấu trò xấu gì đó. Không đợi quá lâu, vị Bạch Y nữ tử kia lại xuất hiện, từ trong động cuộc đầu cầu kia đi tới, cầm tấm vải trên tay, đi đến trước mặt ba người, giao qua. Chương 194, bọn ta vô năng. Vũ Khánh tiếp nhận tấm vải vào tay, ra hiệu với hai vị sư huynh một cái ánh mắt, sau đó mở ra kiểm tra, là một tấm vải trắng lớn. Nam Trúc chủ động đưa huỳnh thạch trên tay lên cao hỗ trợ soi sáng, Mục Ngạo Thiết thì nắm chặt kiếm trong tay, tùy thời cảnh giác đề phòng Bạch Y nữ tử. Hơi chút nhìn qua bản đồ, Vũ Khánh và Nam Trúc liền đau đầu vô cùng rồi, lộ tuyến dày đặc chi chít, ngay từ đầu liền phân không rõ đường nào với đường nào, phát hiện có ba loại màu sắc khác nhau, lúc này hỏi, tại sao có ba loại màu sắc khác nhau? Bạch Y nữ tử, đại biểu cho tầng cao khác nhau, màu lục cạn nhất, màu đỏ ở giữa, màu đen là tầng thấp nhất. Vũ Khánh lập tức dương mắt nhìn nàng ta chằm chằm, đâu chỉ có ba tầng, chúng ta đến nơi này cũng không biết đã xuống bao nhiêu là bậc thang. Bạch Y nữ tử, cái mà ngươi gọi là tầng chính là tầng lầu, màu sắc trên bản đồ chỉ chính là một tầng lầu nhất định ở trong lòng đất, một tấm bản đồ khó mà mô tả ra được cao độ khác nhau của mỗi cái thông đạo. Vũ Khánh hơi trầm mặt, tiếp tục nhìn chằm chằm bản đồ để kiểm tra. Cái này nhìn như mạng nhện thật đúng là mê cung rồi. Nam Trúc sách sách không thôi, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua lướt lại trên bản đồ, gì, trên đường đi chúng ta nhìn thấy một ít động quật, trên bản đồ không có bất cứ mô tả nào về phương diện này. Bạch Y nữ tử nhắc nhở, bản đồ có thông đạo còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn cái gì? Nam Trúc cũng đưa tay kéo lấy bản đồ, không đúng đi, vị trí xuất khẩu ở đâu? Bạch Y nữ tử, bởi tình hình đoạn đường xuất khẩu đã bị các ngươi đi qua, nên địa phương đó đã được ta cải tạo lại, có thể thiên biến vạn hóa, không có thông đạo cố định. Chỉ cần các ngươi tập trung hoàn thành tốt việc ta dặn dò, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi ra ngoài. Nam Trúc lập tức chất vấn, ta
ta làm sao biết rõ ngươi có tuân thủ hứa hẹn hay không? Diễu Khánh lại lên tiếng nhắc lời, tiên nhân, nói tới xuất khẩu, ta rất kỳ quái, đoạn đường lớn như vậy, nhiều đá tảng như vậy, ngươi là bằng cách nào tại ngay dưới mí mắt chúng ta làm được thiên biến vạn hóa mà còn có thể không khiến cho chúng ta phát hiện được chứ? Bạch y nữ tử, đó không phải việc ngươi cần quan tâm. Ta nói rồi, làm xong việc, ta liền sẽ tha các ngươi đi ra ngoài. Diễu Khánh nhún vai, lại tiếp tục nhìn xem bản đồ. Nam Trúc bỗng chỉ vào bản đồ hỏi, vị trí chúng ta hiện tại, ở đâu? Bạch y nữ tử, nơi đây không được vẽ vào. Ba người đồng thời nhìn chăm chú về phía nàng, Nam Trúc hỏi ra vấn đề mà cả ba người đều muốn hỏi. Vì sao không vẽ? Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói, không cần phải vẽ, thiếu đi một ít địa phương không có bất cứ ảnh hưởng gì tới việc các ngươi làm. Quan sát sắc mặt và lời nói nàng ta, Diễu Khánh chợt nhấc nhấc tay, ngăn cản Nam Trúc hỏi tiếp, một ít tiểu tiết thì không cần phải quan tâm nữa. Nam Trúc một hồi câm nín, rất muốn hỏi một chút, loại chuyện này cũng có thể qua loa sơ sài như thế sao? Cuối cùng nhịn không được nhắc nhở, thanh niên nhân, làm việc phải cẩn thận, không nên xung động như thế. Diễu Khánh không để ý tới gã, giơ giơ bản đồ lên trước bạch y nữ tử, còn có điều gì cần dặn dò không? Nam Trúc không cam lòng, còn muốn nói gì đó, Mục Ngạo Thiết ở một bên kéo tay áo gã lại, ra hiệu cho gã đình chỉ. Ý tứ rất rõ ràng, trước mắt giao cho lão Thập Ngũ làm chủ. Nói như thế nào chứ, trước lúc xuất sơn, tiểu sư thúc đã từng dặn dò bọn họ, bảo bọn họ dùng kinh nghiệm giang hồ của mình tại tu hành giới để hỗ trợ lão Thập Ngũ. Nhưng sự việc phát triển cho đến tận bây giờ, Mục Ngạo Thiết rõ ràng đã cảm giác thấy cật lực, rõ ràng cảm giác được chút kinh nghiệm giang hồ của mình và thất sư huynh trước đây quá thấp cấp rồi. Nói trắng ra chính là trước đây cấp độ mà bọn họ tiếp xúc quá thấp cấp, đặt ở hiện tại, trong rất nhiều chuyện là căn bản không đủ nhìn. Phỏng chừng ngay cả tiểu sư thúc lúc đó cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp phải phá sự tình như vậy, ai cũng không có khả năng biết trước thì đã không cho đi ra rồi. Có một số việc, trước đây tại Linh Lung Quang còn không cảm thấy được, sau khi cùng nhau đã trải qua một ít sự việc, sư huynh đệ mấy người không nói người nào thông minh người nào ngốc. Nhưng lão Thập Ngũ quả thực so với bọn hắn càng có đảm lược, khi gặp chuyện thì phương thức xử lý cũng không giống với bọn hắn. Khi bọn hắn gặp chuyện, nhiều nhất chỉ có thể nghĩ biện pháp làm sao ứng đối. Lão Thập Ngũ chính là người gặp việc liền giải quyết việc, là người gặp chuyện có thể làm ra quyết đoán. Gặp chuyện, có lá gan cùng với có đảm lược vẫn là có khác biệt rất lớn. Thí dụ như khi tại U Giác Phụ, cuốn vào phân tranh giữa Giám Nguyên Trai và Diệu Thanh Đường, hiện tại suy nghĩ lại, nếu thật sự làm theo chủ ý và kiến giải của bọn họ thì chỉ sợ còn không biết là kết quả thế nào. Lúc không có việc gì, y cũng cảm thấy lão Thập Ngũ người này không có nguyên tắc, dễ dàng khiến người nổi cơn tức giận. Nhưng khi thật sự gặp phải phiền phức, tự hồ giao cho lão Thập Ngũ xử lý càng thích hợp hơn. Nam Trúc quay đầu lại, thấy y lôi kéo, đành phải ngậm miệng. Bạch y nữ tử, ngươi dự định làm thế nào giải quyết đám yêu tu kia? Diễu Khánh trước tiên nhìn xem tình huống rồi nói tiếp. Dù sao ngươi tùy thời có thể liên hệ với ta, chúng ta tùy thời có thể phối hợp. Bạch y nữ tử không nói lời nào, đại biểu cho đã chấp nhận. Đi thôi. Diễu Khánh đem trường kiếm chống xuống đất trong tay cắm vào vỏ, phất tay kêu gọi. Hắn nghênh ngang đi tại trước, hai vị sư huynh cảnh giác đi ở phía sau. Bạch y nữ tử đột nhiên nói, nhìn trên mặt đất. Ba người Diễu Khánh nhìn lại, lại theo nàng ta thể hiện nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy sợi rễ dây dưa tại trên mặt cấu đột nhiên dựng thẳng lên kéo dài một hàng, phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như xúc tu thật nhỏ hơi nghiêng. Bạch y nữ tử nói cho biết, đây là một loại phương thức chỉ đường, không dễ dàng bị phát hiện, không tiện dùng lời thì chú ý quan sát. Đã biết rõ. Diễu Khánh gật gật đầu, dẫn theo hai vị sư huynh tiếp tục rời đi. Bạch y nữ tử nhìn theo, lại có mấy phần muốn nói lại thôi. Thật sự là Diễu Khánh quá dễ nói chuyện, có cảm giác gần như là nàng nói cái gì liền làm cái đó. Theo lý thuyết, như vậy hẳn phải là chuyện tốt, nhưng khiến nàng cảm thấy có chút không ổn định. Lẽ nào ngay cả một chút lo lắng nàng nuốt lời cũng không có sao? Nàng trái lại cảm thấy giống như tên mập mạp kia càng tương đối bình thường hơn. Một mực nghĩ mãi, nàng vẫn là đối với bóng lưng ba người rời đi gọi lên một câu, tốt nhất đừng đùa giỡn thủ đoạn gì. Nếu không ta tùy thời có thể khiến cho những yêu tu kia tìm được các ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem mạng nhỏ của mình làm trò đùa.
Vũ Khánh quay lưng về phía nàng phất phất tay. Nam Trúc không nói gì, cảm thấy lão thập ngũ này rất thoải mái thích ý, tâm lớn đến dạng gì rồi, cho rằng đến đây đi dạo phố hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, trước lúc vào động, lần đầu gặp trường hợp như thế này, gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý sợ hãi, kết quả bị lão thập ngũ đông làm tay làm khiến cho bầu không khí rất không đúng nữa, không hiểu ra sao mà đem sợ hãi ném đi rồi, hại đến mình kẻ làm sư huynh này lo lắng đến vỡ tim. Một nhóm đi vào động không bao lâu, gặp cái ngã giao thứ nhất, Diệu Khánh lại lấy bản đồ ra, Mục Ngạo Thiết đưa Huỳnh Thạch trên tay đến. Vừa nhìn thấy dáng vẻ Diệu Khánh, Nam Trúc liền đoán được hắn đang tìm cái gì, đưa tay kéo cổ Diệu Khánh tới, nhỏ giọng thì thầm, đang tìm vị trí sơn cốc cầu đá vừa rồi kia đi. Lúc nãy khi ta vừa mới, ngươi nói là Tiểu Tiết không quan tâm, đến cùng ngươi muốn làm gì? Còn có, người ta nói cái gì ngươi liền tin cái đó, ngươi có phải là đồng ý qua dễ dàng rồi hay không? Mục Ngạo Thiết vừa nhìn thấy động tác của thất sư huynh liền có thể đoán được thất sư huynh muốn nói cái gì, phỏng chừng là có nghi hoặc giống như mình, chỉ là không biết lão thập ngũ làm như vậy là có ý gì, y cũng muốn biết rõ. Liền vương lỗ tai tới gần để nghe, sợ nghe không rõ. Y tự nhiên có thể lý giải sự cẩn thận đó của thất sư huynh, tại trong địa cung này nói chuyện bình thường thì căn bản không thể gạt được lỗ tai của nữ tiên nhân kia. Diệu Khánh nhỏ giọng tại bên tai hai người nhắc nhở. Không dễ dàng có được hay không? Nàng vì sao gặp mặt chúng ta tại đó? Trong sơn cốc đó e là có cất giấu sát chiêu có thể đối phó chúng ta đồng ý thì thôi, không đồng ý chính là cái chết, nàng ta sẽ không để cho chúng ta bộc lộ sự tồn tại của nàng ta. Lúc trước ba người một đường tại trong địa cung chạy loạn, khi đi đến sơn cốc cầu đá kia thì hắn cho rằng là bởi một đường tránh né yêu tà dây dưa, trong lúc vô ý xông vào tới, về sau lại nhận thấy được không thích hợp, mới ý thức được rất có thể là bọn họ bị người nhầm vào, trên đường tiến tới bị bố trí trở ngại, trong vô hình kiểm soát lộ tuyến bọn họ tiến lên. Dựa vào năng lực khống chế toàn cục của đối phương, hoàn toàn có năng lực làm được một điểm này. Nói ngắn gọn, bọn họ có thể là bị tận lực dẫn dắt đến cái sơn cốc kia. Mắt thấy là thực, nữ nhân kia hoàn toàn có năng lực mượn nhờ bất cứ quỷ thai nào đó tại bất cứ nơi nào hiện thân gặp mặt bọn hắn, vì sao phải đem bọn hắn dẫn tới địa phương kia. Quan tự quyết của hắn cũng không phải chỉ để trưng bày, khi trong sơn cốc dâng lên tà khí thì hắn đã quan sát được, phía dưới sơn cốc dường như có dấu thứ đồ vật khổng lồ gì đó đang âm thầm mạnh động. Hai vị sư huynh nghe nói mà âm thầm kinh hãi, Nam Trúc kinh nghi, ngươi làm sao nhận thấy được? Vũ Khánh, đương nhiên là bởi vì ta thông minh hơn ngươi. Hai vị sư huynh đồng thời quay đầu lại nhìn tên gia hỏa không biết xấu hổ này, đều là vẻ mặt khinh thường. Nam Trúc, đừng đùa. Nàng ta cho biết tiên gia động phủ kia là thật hay là giả? Vũ Khánh, ngươi ngốc nha, ta mới không quản tới nàng nói thiệt hay giả. Nếu không thể sống sót trời đi thì có thật đến mấy cũng là giả. Hiện tại nghĩ biện pháp sống sót trời đi mới là hàng đầu. Ngay từ khi tìm được xuất khẩu bị phong kín kia, hắn đã muốn đi ra ngoài, đã buông tha cho việc tiếp tục thâm nhập cổ mộ tìm kiếm manh mối tiên gia động phủ. Tình huống không thích hợp, vượt quá phạm vi bọn họ chuẩn bị, nếu tiếp tục đi vào thì không còn là lòng tham nữa mà là ngu ngốc. Lúc đó hắn cũng đã quyết đoán buông tha rồi, nếu không phải bị đám người Liễu Phiêu Phiêu bức trở về, hắn đã sớm chạy đi rồi, tình nguyện đối diện với phiền phức bên ngoài. Được nghe lời ấy, Mục Ngạo Thiết rất tán đồng mà hơi gật đầu. Nam Trúc đã hiểu nhưng cũng có chút thất vọng, náo loạn nửa ngày thì ra là tán dóc, thấy ngươi hỏi tỉ mỉ như vậy, còn tưởng rằng làm thật chứ. Vũ Khánh suy nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý bồi nàng tán gẫu sao? Người ta ngay mặt quăng ra cái dụ hoặc rất lớn, phía sau lại đang mài đao soàn soạt, ngươi nói ta tiếp hay là không tiếp? Ta không tiếp ngươi cảm thấy chúng ta có thể thoải mái đi ra sơn cốc kia sao? Nam Trúc buông tiếng thở dài, xem như lý giải rồi, không nghĩ tới vừa rồi đã lướt sát qua ngay bên cạnh nguy hiểm, nhưng cũng không thể thoải mái. Đám người Liễu Phiêu Phiêu nhưng không dễ giết, việc này không dễ giúp a. Ngươi dự định làm thế nào? Vũ Khánh, giết cái rắm, người nào thích giết người đó đi giết a. Không còn thế lực có thể uy hiếp đến tà ma kia, ngươi dám đảm bảo nàng có thể thực hiện hứa hẹn? Chúng ta phải ngốc cỡ nào mới có thể làm ra chuyện giao tính mạng cho người khác, có thể sống sót hay không tự nhiên là phải do chính mình đi tranh. A. Nam Trúc hơi kinh, việc này sợ rằng không thể tùy theo chúng ta đi, nàng ta tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm chúng ta a. Vũ Khánh,
cũng không thể tùy theo nàng, chúng ta cũng không phải người chết có thể tùy ý nàng sắp xếp. Kéo dài, chờ viện binh tới rồi nói tiếp. Viện binh? Nam Trúc không lý giải được, ánh mắt rõ ràng đang hỏi, chúng ta nào có viện binh? Vũ Khánh, trò vui còn chưa có bắt đầu à? Lúc này chỉ mới tiến vào mấy người, dự đoán người của Ti Nam Phủ còn chưa có đăng tràng, về sau có tiên nhân này chống chịu. Nói chung ai có thể cứu chúng ta, người đó chính là viện binh của chúng ta. Ai, bọn ta vô năng, cũng chỉ có thể là làm cỏ đầu tường rồi. Chương 195, Khôi Sĩ. Nam Trúc, ngươi xác định người của Ti Nam Phủ sẽ đến? Lúc trước tại ngoài động, Lão Thập Ngũ đột nhiên giác ngộ nói là hôn sự là do Ti Nam Phủ đang bố cục, Ti Nam Phủ cũng xông tới vì cổ mộ, gã liền sững sờ, nghe không hiểu, không biết vì sao biết được điều đó, lúc đó chưa kịp nghe giải thích rõ ràng. Vũ Khánh, ngươi đang nghĩ gì thế? Ngay cả nữ tiên nhân kia cũng nhìn ra được vân đồ đã bị phá giải rồi, ngươi tại sao còn giống như đang mơ ngủ vậy? Đẩy tay ý bảo gã tránh ra, hiện tại không phải thời điểm lải nhải tán gẫu không dứt, cứ tiếp tục thì thầm mưu đồ bí mật sẽ dễ dàng khiến cho nữ nhân kia hoài nghi. Có một số việc hắn kỳ thực cũng không muốn giải thích, nhưng mà không còn cách nào, không phải làm việc một mình, hai vị sư huynh là người sống sờ sờ, nếu không thống nhất được suy nghĩ, tâm tư không hướng về cùng một chỗ, dễ dàng bị cản trở. Hắn lại lần nữa cầm bản đồ vừa đi vừa cân nhắc so sánh. Ba người có thể nói là tại khu vực này tới tới lui lui vòng qua vòng lại, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng đã 100% khẳng định, Lão Thập Ngũ, tên gia hỏa này chính là đang tìm vị trí đại khái của cầu đá sơn cốc kia tại trên bản đồ. Nhất thời không hiểu rõ tại nơi này vòng tới vòng lui cũng có thể lý giải được, thật sự là bản đồ này không dễ vừa nhìn liền hiểu. Then chốt là bạch y nữ tử kia không chịu nói cho biết vị trí địa điểm xuất hiện lúc đó, mà trên bản vẽ lộ tuyến dày đặc chi chít này, địa hình tượng tự rất nhiều, bọn họ cầm bản đồ trên tay nhưng vẫn không thể minh bạch được vị trí hiện tại của mình. Vòng vòng một hồi lâu, sau đó Nam Trúc bỗng nhiên uy một tiếng, ngón tay chỉ mặt đất, nhìn kìa. Vũ Khánh và Mục Ngạo Thiết thuận thế nhìn tới. Chỉ thấy sợi rễ trên mặt đất nhẹ nhàng lay động thành một hàng, một đường dẫn đi xa. Ba người đi theo hướng được chỉ đi tới phần cuối, gặp giao lộ, chỉ thấy sợi rễ chỉ đường quẹo hướng về một phương hướng khác ngược lại. Đây là đang bảo chúng ta đi theo hướng được chỉ a? Nam Trúc nhắc nhở. Vũ Khánh hơi nhíu mày, không nghe, cái gì mà chỉ hướng hay không chỉ hướng chứ, ngay từ đầu đã không để ý tới, xoay người đi trở về, lại quay về tới vị trí vừa rồi, nâng bản đồ tiếp tục nghiền ngẫm. Hắn phí thời gian dài như thế, đã đem những địa phương có lộ tuyến tương tự loại trừ gần như hết rồi, làm sao có thể để phí công nhọc sức chứ. Cùng đi trở về, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết xem như đã phục tên này, đây là ngang nhiên đối nghịch với nữ tiên nhân kia rồi. Nam Trúc không thể không nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Lão Thập Ngũ, nếu chọc giận nàng ta, thật sự đưa đến đám người Liễu Phiêu Phiêu kia thì rất phiền phức. Vũ Khánh liếc gã một cái, huỳnh thạch trên tay ngươi có thể đừng để nơi bụng hay không, có thể nâng cao lên chút hay không? Nam Trúc đem huỳnh thạch đặt nơi cái bụng lồi ra nâng cao lên, trợ giúp chiếu sáng, miệng thì nói ra một câu bất mãn, đó chẳng phải là vì một mực dơ cao khiến cho mỏi tay sao? Lần này ba người đi không được bao lâu thì bị người ở giao lộ phía trước chặn đường. Bạch y nữ tử lại xuất hiện, lần này là đứng ở một chỗ giao lộ chờ bọn họ. Ba người không chút nào lo lắng, trực tiếp tiến tới, dù sao đối phương không có khả năng là do đám yêu tu Liễu Phiêu Phiêu kia biến thành. Vũ Khánh ôm bản đồ chắp tay hỏi, tiên nhân ngài tại sao tới đây rồi? Bạch y nữ tử khuôn mặt lạnh lùng, các ngươi tại nơi này vòng tới vòng lui để làm cái gì? Thôi rồi, hai vị sư huynh trong lòng căng thẳng, có phần khẩn trương, đây là tới tính sổ a. Vũ Khánh nhất nhất bản đồ trong tay, chúng ta không rõ đang ở tại nơi nào, đang đối chiếu so sánh. Bạch y nữ tử, đã chỉ đường cho các ngươi, vì sao không đi theo? Vũ Khánh lập tức trở mặt, trầm giọng hỏi, theo cái gì? Chúng ta thủy chung không tìm được vị trí hiện tại, ngay cả bản đồ thật hay giả đều không rõ ràng lắm, cứ u u mê mê như vậy làm theo lời ngươi nói sao? Ngươi gạt chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng nghe theo sao? Dù cho ngươi là tiên nhân, cũng phải giảng chút đạo lý a. Hai vị sư huynh liếc mắt nhìn nhau, lúc trước khi người ta đưa bản đồ thì Lão Thập Ngũ, tên gia hỏa này không có bất cứ nghi vấn gì, bây giờ trái lại bạo phát. Bạch y nữ tử trầm mặc một hồi, tiến tới,
ánh mắt nhìn nhìn bản đồ trong tay Vũ Khánh, ngón tay điểm lên một chỗ giao lộ màu đen, một điểm này, điểm ra một giọt lục dịch lên bản đồ, hiện tại các ngươi đang tại vị trí này. Sau đó lui về giao lộ chỉ hướng một con đường khác, những yêu tu kia còn đang quanh quẩn tại khu vực tầng thứ nhất, các ngươi nhanh chóng đến đó xử lý đi. Nâng bản đồ, Vũ Khánh lại đi thẳng tới trước mặt nàng ta. Bạch y nữ tử phất tay ra hiệu cho hắn đi hướng bên phải. Vũ Khánh lại muốn đi thẳng tới phía trước, nghiêng đầu ra hiệu cho nàng ta tránh ra. Đây là cứng rắn chống lại rồi, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết mới thả lỏng tâm tình lập tức lại trở nên căng thẳng, không biết lão thập ngũ đến tột cùng muốn làm gì. Bạch y nữ tử hờ hững nói, xem vị trí ta chỉ cho ngươi liền biết, đường này đi không thông. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhanh chóng tới gần, nhìn xem trên bản đồ, phát hiện quả nhiên giống như đối phương nói. Vũ Khánh, ta muốn đi xem thì phải làm thế nào đây? Thái độ của ngươi khiến cho ta hoài nghi, phương hướng ngươi chỉ mới có khả năng là lộ tuyến vẽ thật, phương hướng không cho đi thì là giả. Nếu hắn đã nói như vậy rồi, liên lụy tới vấn đề thành ý hợp tác, bạch y nữ tử còn có thể nói cái gì, chậm rãi tránh ra. Vũ Khánh không khách khí, lập tức di chuyển đi tới nhìn xem đến cùng, không đi bao xa, phát hiện phía trước quả nhiên là một cái đường cục. Nhưng mà hắn lại âm thầm cảm thấy kỳ quái, đường cục, đối phương còn ngăn cản làm gì? Liền cẩn thận quan sát dần đến điểm cuối cùng. Tại lúc sắp tiếp cận tới ranh giới cuối cùng, tích tích tích. Đầu to lại phát ra một trận tiếng kêu len ken hữu lực. Cuối đường có thứ gì đó. Sư huynh đệ ba người cấp tốc nhìn nhau, Vũ Khánh cho cái ánh mắt. Ở phía sau, bạch y nữ tử vừa nghe thấy đầu to kêu vang, ánh mắt lập tức thay đổi, rất nhanh liền nhận ra không đúng. Hai từ đứng lại vừa mới ra khỏi miệng, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đã vượt qua ở hai bên Vũ Khánh, đồng thời vung kiếm cắt ngang. Lạch tạch. Trên vách đá hai bên bắn tung tóe ra đống lửa. Phốc. Song kiếm quét ngang vách đá hai bên rồi tụ hợp lại tại cuối đường phía trước, lại xuất hiện động tĩnh khác thường, trên vách đá phần cuối tung tóe ra lục dịch. Thạch bích lung lay, hiện ra nguyên hình, đúng là một đám quỷ thai xếp lớp chồng lên nhau, biến hóa thành hình dáng một mặt thạch bích, chặn kín một tòa động khẩu. Sư huynh đệ ba người giật mình không nhỏ, không nghĩ tới quỷ thai còn có thể sử dụng như vậy, việc này không khỏi cũng thật đáng sợ. Tại dưới đòn công kích, một đám quỷ thai loạn trận thế, động khẩu ở mặt sau cũng ẩn giấu không được nữa, bộc lộ ra tại trước mặt sư huynh đệ ba người. Bên trong rõ ràng có thứ mà bạch y nữ tử không muốn để cho bọn họ nhìn thấy. Tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không có lại, Vũ Khánh quyết định thật nhanh, quát lớn, tiếng. Năm tháng trong núi, ở chung nhiều năm, giữa các sư huynh đệ là có sự ăn ý, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nghe tiếng lập tức nhân cơ hội xông tới bên trong động. Sức chiến đấu của quỷ thai rất kém cỏi, căn bản chống không được bọn họ, nhưng mà vẫn đuổi theo vào. Ở bên ngoài, bạch y nữ tử vung ống tay áo lên. Miệng đám quỷ thai truy kích đi theo phát ra âm thanh trầm thấp rồi chậm rãi lui xuống. Việc đã đến nước này, đã bộc lộ rồi liền không có cần thiết ngăn cản. Đi tới, ánh mắt bạch y nữ tử và Vũ Khánh va chạm vào nhau. Ánh mắt nữ nhân rõ ràng đang hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ánh mắt nam nhân rõ ràng đang hỏi, đây có phải thông đạo hay không? Bản đồ của ngươi có phải là giả không? Đã xuất hiện thử thách về thành ý hợp tác, hai người cũng không có hé răng, trước mắt cũng chỉ có thể là nói chuyện theo sự thực rồi. Bạch y nữ tử cất bước đi qua thi thể mấy tên quỷ thai, Vũ Khánh đi theo vào. Đi vào trước tiên, tay cầm huỳnh thạch chiếu sáng, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tựa hồ bị hù dọa, lại rất nhanh lui trở lại, sắc mặt rất không dễ coi. Thế nào? Vũ Khánh hỏi. Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói, rất nhiều thi thể. Rất nhiều thi thể. Vũ Khánh nghi hoặc. Không đợi hắn đặt câu hỏi, bạch y nữ tử lại vung ống tay áo lên, điểm điểm tinh quang tái hiện, rất nhanh lại thắp sáng lên một vùng không gian rất lớn trong lòng đất. Quang cảnh nơi đây không giống với những địa phương khác, rất nhiều sợi rễ tươi tốt từ trên hạ xuống. Mỗi một đám sợi rễ tựa hồ đều bao phủ một người, bị sợi rễ cuốn lấy. Rẹt. Vũ Khánh đột nhiên rút kiếm, đến gần một thân thể bị sợi rễ bao phủ, mũi kiếm nhẹ nhàng đẩy ra sợi rễ bao dính, lộ ra hình dạng đại khái của người kia, vậy mà lại là mặt nhung y, khi còn sống tựa hồ là sĩ tốt. Xem mặt. Nam Trúc ở bên nhắc nhở một tiếng. Mũi kiếm của Vũ Khánh lại đẩy ra sợi rễ che lấp khuôn mặt thi thể,
lộ ra dung mạo của sĩ tốt, sắc mặt xanh đen, ngẩng cao đầu, môi khép không sát, vậy mà lại mọc ra răng nanh, có sợi rễ nho nhỏ dẫn dắt từng giọt dung dịch màu đỏ tiến vào trong miệng nó. Có thể ngửi được mùi máu tươi, dung dịch màu đỏ kia là máu tươi. Hắn buông kiếm, lại hất ra một thân thể nhìn khác biệt để kiểm tra, đẩy ra sợi rễ bao phủ, là một gã tướng lĩnh mặc áo giáp. Nhìn kiểu dáng giáp trụ, không giống như là cẩm quốc. Vũ Khánh liên tiếp nhìn kỹ một số, phát hiện đại đa số thi thể tựa hồ đều từng bị tách rời ra, giống như là được lắp ráp lại, nhìn có phần buồn nôn. Trên tay mỗi một cái thi thể đều còn cầm vũ khí. Bên trong vùng không gian trong lòng đất này đến tột cùng có bao nhiêu thi thể như vậy, bởi vì từng đám sợi rễ thả xuống che chắn tầm mắt, thấy không rõ, dựa trên quan sát bố trí sắp hàng, Vũ Khánh hơi nhẩm tính suy đoán số lượng, nơi đây e rằng phải có hơn vạn cái thi thể. Vũ Khánh chợt quay đầu lại hỏi bạch y nữ tử, Cương Thi. Ngươi dưỡng, ngươi đã giết chết nhiều người như vậy. Bạch y nữ tử, ta không có giết bọn họ, đều là bộ hạ của Quan Phong Dương 3.000 năm trước, sau khi chết trận thì lần lượt được đưa đến nơi đây an táng. Vũ Khánh trầm giọng hỏi, vì vậy từng người đều bị ngươi luyện chế thành Cương Thi. Bạch y nữ tử, không giống với Cương Thi bình thường, gọi là Khôi Sĩ, bọn họ xin tiền nguyện tận trung với Quan Phong Dương, sau khi chết nguyện làm hộ lăng cho Quan Phong Dương. Lần trước khi đám người phụ thân ngươi xâm lấn, chính là lấy bọn họ làm chủ lực đẩy lùi, nhưng tổn thất cũng là nặng nề, gần như đều bị đao kiếm tu sĩ tách rời ra. Sư huynh đệ ba người nghe mà âm thầm kinh hãi, có thể tưởng tượng được tình hình hơn vạn Khôi Sĩ này xung song trong cổ mộ. Vũ Khánh ngẩng đầu, ánh mắt theo dõi sợi rễ từ phía trên từng giọt máu tươi chảy xuống, ngươi lại đem thi thể bọn họ lắp ráp lại, còn truyền máu cho bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn đã bị tách rời ra còn có thể sống lại lần nữa hay sao? Bạch y nữ tử, còn kém một chút đồ vật, lúc trước giết chết đám người kia còn chưa đủ máu, tiếp tục có lượng máu của hơn 100 người nữa thì xem như đủ rồi, đã có thể thức tỉnh bọn họ. Có bọn họ và những thứ mà các ngươi cái gọi là quỷ thai, liên thủ, ngươi cũng có thể thoải mái rồi. Đi thôi, đem đám yêu tu còn lại kia giải quyết thôi. Vũ Khánh, cần bàn bạc kỹ hơn, không thể cứng rắn, ba chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn. Bạch y nữ tử, có thể chia từng nhóm lần lượt giải quyết từng chút một. Quỷ thai sẽ phối hợp với các ngươi, quỷ thai sẽ hóa thành bộ dáng các ngươi, không ngừng tập kích quấy rối bọn hắn, chờ đến khi bọn hắn sơ sẩy, cảm thấy quỷ thai lực công kích chẳng qua chỉ như thế thì các ngươi xen lẫn vào trong đó đúng lúc đánh lén. Chương 196, rất vui. Vũ Khánh, vậy thì phải chết bao nhiêu quỷ thai? Sẽ hy sinh quá nhiều thủ hạ của ngươi. Bạch y nữ tử, ta không quan tâm. Vũ Khánh không nói gì quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng. Bạch y nữ tử cũng quay đầu lại nhìn chăm chú về phía hắn, ánh mắt thâm trầm. Vũ Khánh giơ bản đồ trong tay lên, đáp lại mấy chữ, không gấp gáp, ta tiếp tục đi vòng vòng một chút, xác nhận bản đồ cái đã. Bạch y nữ tử, có cần thiết như vậy không? Các ngươi có thể bình yên đi ra ngoài hay không, phụ thuộc vào ta, không phụ thuộc bản đồ. Vũ Khánh, đương nhiên là cần thiết. Xác nhận bản đồ không phải là mục đích, thậm chí không nhắc tới điều kiện thứ hai cũng không trọng yếu. Ngươi ta đều rõ ràng việc gì trọng yếu nhất, ngươi ta đều rõ ràng lần này chúng ta tới là vì cái gì, Tiểu Vân Giang. Ngươi nói vị trí, Tiểu Vân Giang, mà ngươi nói ra là thật, đó là ngươi nói, chúng ta dựa vào đâu để tin tưởng. Cho nên ta nhắc tới điều kiện thứ hai, chính là tấm bản đồ này. Nếu như bản đồ là thật, chứng minh ngươi quả thực không có lừa gạt chúng ta, vậy thì vị trí Tiểu Vân Giang mà ngươi nói cho chúng ta biết mới có thể là thật. Ngược lại, nếu như ngay cả bản đồ cũng là giả, chúng ta còn có thể trông chờ vào việc Tiểu Vân Giang mà ngươi đã nói là thật sao? Càng trọng yếu chính là muốn chứng minh lời ngươi nói chúng ta có thể tin hay không. Chúng ta muốn chứng minh ngươi có phải thật sự sẽ để cho chúng ta còn sống đi ra ngoài, muốn chứng minh sự thành tín của ngươi. Hắn lại lần nữa giơ bản đồ trong tay lên, cho nên thẩm định tấm bản đồ này có chân thực không sai lầm hay không, đối với chúng ta mà nói là rất trọng yếu, chỉ cần xác nhận được tấm bản đồ này không có vấn đề, việc gì cũng dễ nói, ngươi bảo làm gì cũng được, làm gì chúng ta đều yên tâm. Bạch y nữ tử lặng im rồi. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết khóe mắt liếc nhau, lúc trước còn lo lắng việc mà lão thập ngũ gọi là kéo dài kia phải làm thế nào mới có thể kéo dài chờ đến lúc viện binh gì đó tới. Bây giờ mới phát hiện được lúc trước lão thập ngũ đã sớm đào sẵn hố cho việc này rồi.
quả thật là muốn kéo dài, hơn nữa là sẽ quang minh chính đại mà kéo dài. Khóe miệng Nam Trúc nhếch lên nét hài hước, phát hiện lão thập ngũ tiểu gia hỏa này đầu óc còn là rất cơ trí. Ngươi cần xác định bao lâu? Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi. Vũ Khánh, chiếu theo bản đồ đi một lần, cần phải bao lâu ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Bạch y nữ tử vung ống tay áo lên. U U. Bên trong không gian đang yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận âm thanh khí lưu ù ù như có như không, giống như dã thú ẩn phục trình mồi. Vũ Khánh ba người quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy bên trong phòng, vị trí dựa sát hai bên vách tường, mỗi bên đứng một hàng khôi sĩ, tựa hồ đang hô hấp, có tà khí nhàn nhạt từ trong đám sợi rễ bao phủ phun ra nuốt vào bất định. Đột nhiên, trong từng đám sợi rễ, mỗi cái xuất hiện hai điểm huyết hồng, hai hàng khôi sĩ, hai bên tựa hồ mở mắt ra. Đông. Một khôi sĩ mặc áo giáp ở giữa đột nhiên nhấc trường phủ trong tay lên, nện mạnh xuống nền một cái, mặt nền chấn động vang ong ong. Đám sợi rễ bao phủ ở trước hai bên vách tường lay động, hai hàng khôi sĩ ở hai bên bắt đầu cất bước đi ra, từng người đi ra khỏi đám sợi rễ bao phủ, từng người mặt xanh nanh vàng, từng người hai mắt đỏ đậm trôi nổi ánh sáng như tà ma, từng người trên thân bao phủ nhàn nhạt tà khí. Sau khi đám khôi sĩ dừng lại, tà khí trên thân khôi sĩ cầm trường phủ đột nhiên bùng lên, một cú sải bước xa như bay, bỗng nhiên bay lên không, bật nhảy nhào tới, lăng không vung phủ chém về phía mấy người. Sư huynh đệ ba người hơi kinh, dồn dập né tránh, còn tưởng rằng bạch y nữ tử trở mặt, kiếm trong tay Vũ Khánh thuận thế ra khỏi vỏ. Trước lúc né tránh thì một kiếm đem bạch y nữ tử chặt ngang chém thành hai đoạn, lục dịch vẫy ra. Một búa thất bại, khôi sĩ toàn thân đem trường phủ quét ngang. Rầm. Một ngạo thiết hai tay đẩy kiếm ngăn cản, cánh tay bị chấn động có phần tê dại. Không đợi ba người tiếp tục xuất thủ, trường phủ khôi sĩ đã lại lần nữa tung người bật lên nhảy đi, rơi tại trước mặt hàng khôi sĩ bên kia, sau đó xoay người, đùng. Trường phủ động mạnh xuống nền, đột nhiên đứng yên, không chút động đậy, không còn có dấu hiệu động thủ lần nữa. Vũ Khánh vụt quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía bên cạnh động khẩu, chỉ thấy một con quỷ thai đứng chờ đợi tại đó biến hóa thân hình, đảo mắt đã biến thành bạch y nữ tử kia. Nàng cũng quay đầu lại nhìn về phía ba người, không phải cần xác định bản đồ sao? Nếu tiếp tục kỳ kèo dây dưa nữa, ta không dám đảm bảo bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sư huynh đệ ba người đã hiểu rồi, chuyện vừa mới xảy ra kỳ thực là đang cảnh cáo bọn họ, nơi đây cũng không phải là địa phương ai muốn xông vào liền có thể dễ dàng xông vào. Vũ Khánh chợt toát ra lời nói không liên quan chủ đề, người của Liễu Phiêu Phiêu trước chia làm ba nhóm, bây giờ đã tập trung lại chưa? Bạch y nữ tử hơi trầm mặt, tự hồ có phần theo không kịp ý nghĩ của hắn, suy nghĩ một chút, trả lời, chưa. Mô phỏng theo âm thanh gõ thình thịch của bọn hắn, đã đem bọn hắn tách ra xa nhau rồi, sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng tụ tập với nhau. Vũ Khánh gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, cũng không có tiếp tục dừng lại, phất tay ra hiệu, dẫn hai vị sư huynh rất nhanh rời đi. Ba người đi đến động khẩu cũng chỉ là quay đầu lại thoáng nhìn một cái mà thôi. Ánh sáng bên trong động dần dần u ám tối dần đi trước tầm mắt bọn họ, đám quỷ thai chạy đến động khẩu xếp chồng lên nhau rồi lại biến thành một mặt vách đá, không có thấy bạch y nữ tử đi ra. Không có việc gì đi. Nam Trúc đối với một ngạo thiết cất tiếng quan tâm, ý chỉ về việc vừa rồi ngăn cản khôi sĩ một kích kia. Một ngạo thiết lắc đầu, tốc độ nhanh, sức lực cũng rất lớn, chút ít không có gì, nếu là thành quần kết đội để tấn công thì còn có thể sinh ra uy hiếp. Vũ Khánh, nếu như có rất nhiều quỷ thai biến hóa thành bộ dáng của khôi sĩ rồi đồng thời vây công. Lời nói còn chưa dứt, tình cảnh đó cũng đã đủ cho Nam Trúc và một ngạo thiết tưởng tượng. Nói vậy, người đụng phải tất nhiên sẽ đem toàn bộ quỷ thai coi như khôi sĩ để đối phó, khi xuất thủ sẽ một mực không dám thả lỏng. Tâm tư Vũ Khánh tự hồ rất nhanh thoát khỏi động quật kia, trường kiếm trở vào vỏ, lại nâng bản đồ lên. Lần này không có tiếp tục vòng lui vòng tới nữa, thật sự dựa theo lộ tuyến trên bản đồ để đi tới. Hơi đi một vòng, về sơn cốc không có thể hiện ra trên đồ kia, hắn đại khái trong lòng đã có cơ sở, đã tìm được vị trí của nó. Không bao lâu sau, hắn đem bản đồ đưa cho một ngạo thiết, bảo một ngạo thiết cầm bản đồ đi thẩm tra đối chiếu, chính hắn thì lại thắp lên một nén nhang cầm trên tay. Trên đường, khi gặp phải giao lộ thì hắn thỉnh thoảng sẽ lên tiếng, ra hiệu cho một ngạo thiết đi theo lộ tuyến nào đó, cũng thường xuyên sẽ thúc giục một ngạo thiết đi nhanh một chút. Người khác không hiểu hắn đang làm cái gì,
chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn một mực đang đốc thúc một nhóm đi lên về phía gió tới. Thấy tình trạng này, tính nhiều chuyện của Nam Trúc lại nổi lên, không nín được, nhìn không được lại kéo Diễu Khánh, nhỏ giọng thì thầm tại bên tai hắn, vội vàng như thế làm gì, không phải ngươi muốn kéo thời gian sao? Diễu Khánh nhẹ giọng trả lời, ta từng nói qua, trong địa cung này khẳng định còn có lối ra khác. Chờ viện binh chỉ là chuẩn bị thêm một thủ đoạn, chờ viện binh tới cũng là trông chờ vào người khác, có thể dựa vào chính mình tìm đến xuất khẩu khác không phải càng tốt hơn sao? Nam Trúc liên tục gật đầu, lúc này không tiếp tục dông dài, chỉ là đôi ánh mắt nhìn Diễu Khánh có phần tỏa ánh sáng, phát hiện lão thập ngũ tiểu tử này là càng ngày càng héo hỏng rồi, vụ bản đồ đòi hỏi đủ hung, vừa có thể kéo dài thời gian, còn có thể quang minh chính đại tại trong mê cung cổ mộ đi dạo khắp nơi, rõ ràng là đang đi tìm lối ra. Hắn yên tâm cùng chạy theo, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán. Có bạch y nữ tử kia chiếu cố, không chỉ là yêu tà bên trong địa cung sẽ không nguy hại bọn họ, cũng sẽ không đụng phải đám yêu tu kia. Địa cung rất yên tĩnh, không cần lo lắng điều gì, ngoại trừ bước đi vẫn là bước đi, quả thực có phần buồn chán. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, quang cảnh trong núi tươi đẹp. Đội ngũ đưa đồ cưới của Loan Châu Mục Phủ đã đến nơi, không hổ là quy cách Châu Mục gả con gái, người bưng mâm khiêng hơn trăm mâm, mỗi mâm đều phủ lụa đỏ tụ giải màu, xếp hàng đi trên sơn đạo quanh co khúc khuỷu. Cải trang thành lĩnh đội, Ti Nam Phủ hành tẩu kim hóa hải không ngừng quan sát bốn phía, phát hiện dọc theo đường đi trong sơn cốc đều có yêu tu ngoài sáng trong tối quan sát đội ngũ này của bọn hắn chậm chậm. Sau khi nhìn thấy nhân thủ đi trước phát ra ám hiệu, kim hóa hải biết rõ đã đến địa điểm mà Ti Nam Phủ trước đó đã điều tra chọn lựa sẵn. Hắn rất nhanh di chuyển đi đến, phát hiện quả nhiên là một địa phương tốt, tại một chỗ rẽ ngoặt trên mỏm một ngọn núi. Sơn đạo tại đây lõm vào bên trong, dưới núi nhìn không thấy hết tình hình nơi đây, đối diện cũng không có đỉnh núi liền nhau để cho người có thể quan sát nơi này. Chờ đến khi cái rương có đánh dấu đến nơi, Kim Hóa Hải lập tức đưa tay vỗ vỗ, miệng hô, mặt sau đuổi theo. Phía dưới rương vang lên tiếng răng rắc rất nhỏ, lập tức hạ xuống một gã hắc y nhân. Hắc y nhân ngay tại chỗ lộn vòng, cấp tốc lộn vào chỗ lõm nơi mỏm núi, quỳ một gối xuống đất dừng lại, đưa tay liền trực tiếp bưng lên một nắp đậy có phủ bụi cỏ, lộ ra một cái động khẩu tối như mực, y nhào người chui vào. Kim Hóa Hải không có tham gia giai đoạn chuẩn bị trước đó, nhưng nhìn tình hình trước mắt này liền biết cái động này tuyệt không phải tự nhiên mà có thể tại nơi đây đào ra một cái động có thể chứa nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng được giai đoạn chuẩn bị lúc trước Ti Nam Phủ đã bỏ ra công phu rất lớn để chuẩn bị. Mặt sau đuổi theo. Hắn lại vỗ vỗ rương đồ cưới có ký hiệu. Lại một hắc y nhân từ phía dưới cái rương hạ xuống, ngay tại chỗ lăn lộn, cấp tốc cúi thấp người nhào vào trong lỗ động kia. Mặt sau tiếp tục đuổi theo. Một cái lại một cái hắc y nhân rơi xuống lăn lộn chui vào trong động biến mất. Người khiêng đồ cưới nhìn như không thấy, muốn nói chuyện phím thì cứ nói chuyện phím, muốn giỡn chơi thì cứ giỡn chơi, tựa hồ không nhìn thấy gì cả. Khi Ti Nam Phủ Tiền Ti chấp chưởng Mông Phá cũng rơi xuống lăn lộn đến bên cạnh lỗ động, Kim Hóa Hải cùng hắn nhìn nhau gật gật đầu, dáng vẻ muốn nói tất cả cứ việc yên tâm. Sau đó Mông Phá cũng chui vào bên trong động, lại có hắc y nhân từ bên trong động chui lên, bưng cái nắp đậy có bụi cỏ kia che đậy lại động khẩu. Kim Hóa Hải dùng chân đẩy đẩy cỏ trên mặt đất, che giấu dấu vết người lăn lộn trên mặt đất, lại nhìn nhìn xung quanh, sau đó mới hộ tống đội ngũ bưng mâm quả tiếp tục đi tới trước. Yêu tu ở xung quanh quan sát vẫn ở ngoài sáng trong tối nhìn chằm chằm, nhưng không biết hơn trăm nhân thủ tinh nhuệ của Ti Nam Phủ đã lặng yên không một tiếng động tiến vào Kiến Nguyên Sơn. Trên Kiến Nguyên Sơn rất vui, âm thanh khu chiên gõ trống đột nhiên vang lên, bắt đầu tấu nhạc. Đồ cưới đang lên núi, tân nương tử cũng đã đáp phi cầm từ trên trời giáng xuống. Trước mắt bao người, Sơn Đại Vương Hồng Đăng mặt đầy hồng quang lắc mình đến không trung, chính tay bế tân nương tử rơi xuống. Tân nương tử đầu đội mũ phượng, da kiều thịt non, con mắt long lanh như nước, dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ, thực sự là thiên kiều bách mỹ. Úc. Một tràng âm thanh hoan hô trầm trồ khen ngợi vang lên. Xen lẫn trong đám người, Tần Quyết cùng mọi người đồng thời vỗ tay, Thôi Du ở một bên thì thầm nói với y, thật đúng là một yêu tinh mỹ thái chọc người, ta thấy mà yêu. Tần Quyết cười thản nhiên, vẫn cảm thấy Thiết Diệu Thanh càng đẹp mắt hơn. Đối với hôn lễ này y cũng không có hứng thú, tình nguyện thủ tại bên ngoài cổ mộ, nhưng mà không có cách nào, sau khi được biết việc vui sắp bắt đầu, vẫn phải khẩn cấp chạy đến.
chấp sự Hữu lăng la của Bích Hải Thuyền Hành cũng đứng tại trong đám người vỗ tay, nhưng mà ánh mắt đảo qua một đám người bưng mâm đồ cưới từ phía dưới bậc thang đi lên, khóe miệng nhịn không được nhếch lên nét tiếu ý. Cho dù Kim Hóa Hải đã hóa trang, nhưng lão ta vẫn là vừa nhìn liền nhận ra được, bởi vì trước đây đã quen biết. Chương 197, một nhóm nữa tới rồi. Đối với bản thân Kim Hóa Hải mà nói, hắn chỉ cần hóa trang trang một chút và đừng gây sự chú ý là được, còn không quản tới việc có người nào nhận ra hắn hay không. Tiền Ti đại nhân đã dặn dò rất rõ ràng, mục đích chuyến đi này của hắn chính là để thu hút các thế lực liên quan chú ý. Cô dâu đã đến, giờ lành đã đến, tiếng trống tiếng nhạc vang trời, tiệc vui bắt đầu. Đám người đưa đồ cưới như Kim Hóa Hải thuộc về loại cấp bậc hạ nhân, khu vực chủ yến sẽ không tới phiên bọn họ nhập tòa. Một đám hạ nhân không có tư cách cùng một đám quý khách ngồi cùng tiệc. Sau khi đặt đồ cưới tại thiên điện thì theo bậc thang đi xuống dưới, được người dẫn tới khu vực giữa sườn núi uống rượu mừng. Bọn họ vừa đi, bên trong thiên điện lập tức toát ra mấy người rất nhanh kiểm tra rương. Đại trưởng mục tự mình dẫn người lục soát, nhưng mà không tra ra vấn đề gì. Sau khi hôn lễ hoàn thành, lúc một đôi tân nhân chuẩn bị kính rượu thì Hồng Đằng tranh thủ khoảng thời gian rảnh chạm mặt với đại trưởng mục tại một góc. Đại vương, toàn bộ rương đồ cưới đều được lục soát rồi, không phát hiện cái gì. Vậy thì chính là những kẻ khiêng đồ cưới kia, phải theo dõi chặt chẽ vào. Đồng thời trong núi phải tăng mạnh cảnh giác, nếu như có người lẻn vào thì cần phải đúng lúc phát hiện. Vâng, không dám có sơ sót. Tại sườn núi, trong một đám yêu tu chiêu đãi khách nhân, có một kẻ thỉnh thoảng đến bên cạnh Kim Hóa Hải, ra vẻ nhiệt tình chiêu đãi, kỳ thực dưới khuôn mặt cười nói lại là nói ra những lời khác. Toàn bộ kiến nguyên sơn ngoài lỏng trong chặt, khắp nơi bố trí tai mắt, Hồng Đằng đã phái một nhóm người đi cổ mộ. Đây là một trong mấy tên tai mắt gián điệp mà Ti Nam phủ trước khi hành sự mua chuộc được, muốn làm đại sự như thế, không có khả năng ngay cả một chút cục diện cũng không nắm giữ được liền nhắm mắt xông vào, có thể tại trên địa bàn của kiến nguyên sơn mà đào ra một cái động giấu được người nhiều như vậy thì có thể thấy rõ ràng. Kim Hóa Hải nghe vậy hơi kinh, theo lời Mông Phá nói, yêu giới nhận ra được Ti Nam phủ dị động là nằm trong dự liệu, cho nên ngoài lỏng bên trong chặt thì có thể lý giải, nhưng mà việc trước tiên phái người đi cổ mộ là có ý gì, lẽ nào đã bị biết rõ kế hoạch sao? Hắn cảm thấy rất không có khả năng đó mới phải. Trong nhóm người đưa đồ cưới này, hiện nay cũng chỉ có mình hắn biết được bước kế hoạch tiếp theo, hắn còn chưa có âm thầm thông báo cho mọi người a, lập tức truy hỏi, đi cổ mộ làm gì? Yêu tu mặt đầy tươi cười khắp nơi phất tay chào hỏi bắt chuyện với khách nhân đáp, không rõ ràng lắm là muốn làm gì, ta biết được hữu hạn. Phía bên Hồng Đằng cũng không lộ ra bất cứ điều gì với người liên quan. Thật sự là không dễ tìm hiểu. Kim Hóa Hải trầm mặt một chút, đằng hắn nói, biết rõ rồi. Hôm nay, bầu không khí đại hỷ đã định trước cả đêm khó nghỉ. Tiệc vui không có trắng đêm, nhưng mà cũng làm đến nửa đêm mới kết thúc. Một nhóm người đưa đồ cưới lần lượt lui ra. Có người sau khi rời tiệc thì trở về gian phòng được bố trí để nghỉ ngơi. Có người thì mượn cớ ngắm trăng đi tản bộ khắp nơi. Thí dụ như Kim Hóa Hải. Tản bộ đến địa phương không người liền lặng yên chui vào bên trong rừng núi, có bị phát hiện hay không chỉ là thứ yếu. Từng nhóm lần lượt rời tiệc, từng nhóm lần lượt biến mất, phân nửa người trở về phòng nghỉ ngơi, phân nửa người trốn vào núi rừng đi đến địa điểm mục tiêu. Ở ngoại vi cổ mộ, trước tiên chạy tới nơi, đám người Kim Hóa Hải đợi sắp xỉ nửa canh giờ, gần trăm người mới tới đủ. Kim Hóa Hải làm ra một cái thủ thế, mọi người dồn dập từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, khi lướt tới chỗ động khẩu mới phát hiện phong lấp kín đã được đào ra rồi, cũng không biết có phải Hồng Đằng phái người làm ra hay không, hắn cũng chỉ có thể là dẫn người đi vào trước. Người trốn ở chỗ tối quan sát phát hiện hơn trăm người cứ như vậy tiến vào, lập tức mỗi người chạy đi báo tin. Một đoàn người Ti Nam phủ thủ tại trong cổ mộ một, sau một hồi đi nhanh, Kim Hóa Hải bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu ngừng lại, đã nhận ra không thích hợp. Hắn sở dĩ có thể đảm trách nhiệm vụ này là bởi vì năm đó hắn từng tiến vào trong tòa cổ mộ này, không nhớ rõ được hết toàn bộ tình huống bên trong cổ mộ, nhưng tình huống đại khái của đoạn đường nhập khẩu cổ mộ thì vẫn còn có chút ấn tượng. Vừa rồi đã đi 2-3 dặm đường vẫn còn chưa đi đến chỗ rẽ là tình huống gì? Là mình nhớ lầm sao? Hắn lại lần nữa phất tay, một đám người lại lần nữa đi nhanh. Theo khoảng cách tra xét càng ngày càng xa, Kim Hóa Hải cũng càng ngày càng xác định là đụng tà rồi, một đoạn thông đạo nhập khẩu cổ mộ không có khả năng dài như thế. Hắn nhận thức được có khả năng gặp phải đại phiền toái rồi, lập tức nôn nóng.
Trong kế hoạch, hắn chỉ là mồi nhử khiến người khác chú ý, sau khi hắn dẫn người tiến vào thì lập tức phải tìm một địa phương để ẩn núp đi, chờ đến khi các thế lực liên quan bị dụ dỗ tiến đến, cùng yêu tà trong cổ mộ phát sinh xung đột thì hắn sẽ dẫn người rời khỏi nơi này. Cũng không phải trở về nơi nghỉ chân ở Kiến Nguyên Sơn mà là thừa dịp người khác còn chưa có làm rõ được đã xảy ra chuyện gì thì lập tức bỏ chạy lấy người, bên ngoài có người có thể làm xáo trộn hành tung của bọn hắn đợi sẵn tiếp ứng. Chỉ cần chạy ra khỏi Kiến Nguyên Sơn liền có thể chứng minh bọn họ chỉ là đúng lúc đi ngang qua, vẫn chưa tiến vào Kiến Nguyên Sơn. Chỉ cần không bắt được người bọn họ ngay tại chỗ, Ti Nam Phủ là có thể chết không thừa nhận tự tiện xông vào cấm địa của Kiến Nguyên Sơn. Mượn lực lượng của các thế lực liên quan tiến vào cổ mộ dọn dẹp trước, khi các thế lực liên quan cho rằng Ti Nam Phủ đã đắc thủ cái gì đó rời đi rồi, đợi cho phía bên cổ mộ đã tan cuộc, toàn bộ sự chú ý đã bị đảo loạn. Lúc đó mới là thời điểm nhóm nhân viên ẩn núp của Mông Phá dưới sự âm thầm tiếp ứng của nội ứng ra sân, có thể ung dung tiến nhập cổ mộ chậm rãi thăm dò. Vì để làm ra việc này, Ti Nam Phủ giai đoạn chuẩn bị lúc trước có thể nói đã phí tâm huyết rất lớn để lên kế hoạch và thực hiện. Bây giờ lại đụng phải tà rồi, nếu như lần này bị bắt quả tang tại trong cổ mộ thì kế hoạch trở thành công giả tràng rồi, toàn bộ mọi sự chuẩn bị bên ngoài liền không tiếp tục tiến hành được. Làm sao có thể không khiến cho Kim Hóa Hải sốt ruột cho được? Khói xanh lượn lờ, Diễu Khánh một nén nhang cầm trên tay, đứng ở bên cạnh một đống đá vụn sụp đổ. Trên con đường sư huynh để ba người đi này, phát hiện bên cạnh có khu vực bị sụp xuống. Bên trong địa cung có không ít địa điểm bị sụp đổ tương tự, hẳn là đã có xảy ra tranh đấu hay tương tự gì gì đó gây ra. Có phần khác biệt chính là, lần này Diễu Khánh hơi dừng lại. Thông qua quan sát làn khói trên tay, Diễu Khánh cảm giác được có khí lưu yếu ớt quấy nhiễu, khí lưu đến từ những khe hở giữa kẽ đá vụn. Phía sau đống đá vụn này rất có khả năng chính là một cái xuất khẩu khác. Nói cách khác, nơi đây không phải bị sụp đổ bình thường, hẳn phải là được người cố ý tạo thành, có người đang cố ý che lấp. Vì sao dừng lại? Không xác minh bản đồ nữa. Chợt có âm thanh nữ nhân vang lên tại phía sau ba người. Ba người nhìn lại, chỉ thấy bạch y nữ tử lại xuất hiện một cách xuất quỷ nhập thần. Diễu Khánh, đương nhiên phải tiếp tục, đi. Cất tiếng kêu gọi hai sư huynh để tiếp tục đi tới trước. Dựa vào kinh nghiệm, tại trong tình huống nhập khẩu cổ mộ bị lấp kín mà khí lưu còn có thể lưu thông, vậy thì nói rõ không chỉ có cái xuất khẩu trước mắt này, hắn không ngại tiếp tục kéo dài, thuận tiện tìm đến ra cái xuất khẩu thứ ba. Còn nữa, hắn cảm giác khu vực sụp đổ tại xuất khẩu này tựa hồ có phần dài. Dựa vào ba người bọn họ mà muốn tại khi đã bị phát hiện, trước khi bị quấy nhiễu ngăn cản dọn dẹp sạch xuất khẩu để đào tẩu là rất không có nắm chắc, không bằng tìm được xuất khẩu khác để có nhiều thêm một khả năng. Nhưng bạch y nữ tử lại gọi bọn hắn lại, lại có một nhóm người tiến vào rồi. Ba người dừng lại xoay người, Diễu Khánh hỏi, người nào? Bạch y nữ tử, không biết, bọn họ không lộ ra, không phải yêu tu. Diễu Khánh, bao nhiêu người? Bạch y nữ tử, khoảng 100. Diễu Khánh vừa nghe liền biết, nếu như Bích Hải Thuyền Hành không có tăng thêm nhân thủ vào núi thì hẳn phải là người của Ti Nam Phủ tới rồi. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mắt mình, không khỏi hỏi, thế nào? Bạch y nữ tử trầm giọng nói, địa cung chỉ có lớn như vậy, người tiến tới càng ngày càng nhiều, nếu ngươi không xuất lực giải quyết từ từ, một khi địa cung này giữ không được, ta không dám đảm bảo ta sẽ có tìm người hợp tác khác hay không. Đem bí mật Tiểu Vân Giang nói cho người khác biết. Nói rõ ra là đang uy hiếp. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, Diễu Khánh hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu hỏi Mục Ngạo Thiết, lão cửu, trên đường đi vừa rồi, lộ tuyến bản đồ có sai lầm gì không? Mục Ngạo Thiết, đến hiện tại không phát hiện có vấn đề gì. Diễu Khánh đoán chừng cũng không có vấn đề gì, nếu không đối phương cũng sẽ không để cho bọn hắn thoải mái đối chiếu xác minh lâu như vậy. Lại thêm xác minh đối chiếu đến bây giờ quả thực không phát hiện có vấn đề. Lúc này liền nói với bạch y nữ tử, ta là người thẳng thắn, ta đã nói, chỉ cần hứa hẹn của ngươi không có vấn đề, chúng ta cũng nhất định nói được thì làm được. Quay đầu lại hỏi, các ngươi nói đúng hay không? Nam Trúc theo tiếng, đúng vậy. Mục Ngạo Thiết thì gật đầu. Bạch y nữ tử phất tay ra hiệu, vậy thì bắt đầu đi. Diễu Khánh, dẫn đường đi. Bạch y nữ tử, người tổng cộng ở tại 4 địa phương, đám yêu tu đi cùng với các ngươi chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm di chuyển tại một cái khu vực, hơn 100 người mới tiến tới còn đang di chuyển tại bên trong thông đạo phụ cận nhập khẩu, trước tiên giải quyết bên nào? Diễu Khánh,
trước tiên đem nhiều người thả vào đi. Bạch y nữ tử, không giải quyết ít trước, muốn giải quyết nhiều trước sao? Vũ Khánh, vì sao phải chúng ta tự mình động thủ? Sau khi thả đi vào, ngươi để cho một nhóm quỷ thai biến hóa thành dung mạo của chúng ta và Liễu Phiêu Phiêu, chỉ cần có động thủ, chúng ta xen lẫn trong đó đánh lén một cái, lần sau hai nhóm bọn họ gặp lại nhau liền dễ làm rồi, dẫn dụ bọn họ tự giết lẫn nhau không tốt hơn sao? Ánh mắt bạch y nữ tử hơi lấp lóe, khẽ gật đầu, lập tức đi ở phía trước dẫn đội. Vũ Khánh lấy bản đồ trong tay Mục Ngạo Thiết tới tay, nhìn bản đồ, nhớ kỹ vị trí hiện tại rồi cất bản đồ đi. Thông đạo xây đắp chỉnh tề tề cuối cùng đã mờ ra, cuối cùng đã xuất hiện bậc thang đi xuống trong ấn tượng. Trước khi đi xuống bậc thang, Kim Hóa Hải quay đầu lại ngóng nhìn đường đi tới, trong ánh mắt có vẻ sầu lo, sau đó quay đầu lại, dẫn một đám người rất nhanh đi xuống bậc thang, dựa vào ấn tượng đi tìm nơi có thể giấu người. Khi đi tới một cái giao lộ thì phát hiện bên cạnh ngã giao có đứng ba người cao, mập mạp, gầy. Ba người này không phải ai khác, chính là sư huynh đệ ba người Vũ Khánh, cười lên hướng bọn họ phất tay chào hỏi. Mọi người đầu tiên là cảnh giác, sau đó bởi vì phản ứng của ba người mà kinh nghi nhìn nhau, thầm nghĩ, ba người này là người nào nha, người quen sao? Kim Hóa Hải là nhận biết Vũ Khánh, năm đó Vũ Khánh tại cổ trũng hoang địa mất tích trở về, hắn còn cố ý đi gặp mặt để tìm hiểu tình huống. Tên này tại sao cũng xuất hiện tại nơi đây? Quỷ thai nơi đây biến thành sao? Không đáng đi, quỷ thai biến thành đứa này làm gì? Hắn không để ý đến, cũng hy vọng mình hóa trang hữu dụng, có thể khiến cho Vũ Khánh không nhận ra mình. Cũng quả thực là một vạn lần không hy vọng bị nhận ra, nếu thật sự là bị nhận ra thì bảo hắn phải làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu sao? Diệt khẩu khẳng định là không sai, nhưng vấn đề là, đứa này là vị hôn phu của đệ tử địa mẫu, cho dù giữa thanh niên với nhau có xảy ra biến cố nhưng cũng không tới phiên ngoại nhân quản a, ngoại nhân động thủ giết chết khẳng định sẽ không thích hợp. Quỷ mới biết rõ đệ tử của địa mẫu trong lòng đến lúc đó sẽ nghĩ như thế nào, có một số việc là không tiện dính dáng. Một đám người phòng bị ba người, cùng theo Kim Hóa Hải quẹo vào một con đường khác mà đi. Tại sau khi một nhóm người biến mất không bao lâu, bên ngoài thân sư huynh đệ ba người nhúc nhích nhuyễn động, hiện ra nguyên hình quỷ thai, chạy vội đi. Một nơi khác, đang đi trước dẫn đường, bạch y nữ tử hơi hơi gật đầu, chợt quay đầu lại nói với ba người, ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa rồi, các ngươi theo chỉ dẫn trên mặt đất mà đi thôi. Dứt lời khôi phục lại nguyên hình quỷ thai, chạy đi. Sư huynh đệ ba người đành phải đi theo chỉ dẫn bởi đám sợi rễ trên mặt đất, Vũ Khánh tựa hồ còn rất tích cực, chủ động thể hiện nhanh lên một chút. Chương 198, tự mình đâm mình. Trên đường, Vũ Khánh thỉnh thoảng sẽ lấy bản đồ ra nhìn xem vị trí, cũng không thể không biết đang bị chỉ dẫn đi đến địa phương nào a. Xu thế là một đường đi lên, sau cùng đi đến khu vực lộ tuyến lục sắc, cũng có nghĩa là đã đi đến tầng cao nhất trong địa cung. Tại khu vực lộ tuyến màu lục đi nhanh một hồi sau, bạch y nữ tử lại xuất hiện, ở tại phía trước chờ bọn họ. Nói thật đi, sư huynh đệ ba người thật đúng là hâm mộ nàng, nằm trúc sách sách, trò này của ngươi thật tiện lợi, ngay cả đường cũng không cần phải đi, tại bên trong địa cung muốn xuất hiện ở đâu liền xuất hiện ở đó. Giọng điệu hơi có vẻ phô trương, tiền đề để làm được chỗ nào cũng có thể xuất hiện còn là phụ cận có quỷ thai tồn tại. Nhưng mà không sai biệt lắm chính là ý đó, cũng quả thực tiện lợi. Bạch y nữ tử nói thẳng, đám trăm người tới lần này có chút kỳ quái. Nam Trúc, kỳ quái? Kỳ quái là sao? Bạch y nữ tử ra hiệu về phái bản đồ trong tay Vũ Khánh, sau khi tới gần thì tại trên bản đồ chỉ, hiện tại các ngươi ở nơi này, bọn họ thì thu mình tại trong đường hầm mặt sau chỗ ngoặt, hơn trăm người trốn ở đó, không nói lời nào cũng không di động. Vũ Khánh hoài nghi, có ý gì? Bạch y nữ tử, không biết, cho nên ta nói là kỳ quái. Chạy vào ẩn núp bất động, vậy thì chạy vào làm gì? Vũ Khánh lẩm bẩm tự nói đồng thời hơi chút suy nghĩ, sau đó phất tay nói, đi, đi xem. Bạch y nữ tử đưa tay ngăn cản lại, lại chỉ vào bản đồ nói, ta đã triệu tập hơn trăm tên quỷ thai chờ tại chỗ này, đợi chút nữa biến hóa thành hình dáng những yêu tu đó và các ngươi để cùng nhau đi qua, chủ động khiêu khích tấn công, các ngươi xen lẫn trong đó hơi thêm xuất thủ rồi lập tức thối lui, quỷ thai sẽ đoạn hậu cho các ngươi. Các ngươi đi đến giao lộ gần nơi đó thì lập tức quẹo vào. Sẽ có quỷ thai hóa thành vách tường che kín, hẳn đã đủ để tránh cho bọn họ đuổi theo các ngươi, cho nên các ngươi cứ việc yên tâm. Không tệ, không tệ.
Diễu Khánh liên tục gật đầu, nhưng mà sau đó lại xua tay nói, trước tiên không nên tùy tiện xuất thủ, chúng ta trước tiên đi tới nhìn xem đã. Bạch y nữ tử, xem cái gì? Diễu Khánh kỳ quái, ngươi không muốn biết bọn họ vì sao trốn ở đó bất động sao? Bạch y nữ tử trầm mặt một chút, trả lời, không muốn. Diễu Khánh vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, ngươi vì sao luôn suy nghĩ chúng ta tự mình xông tới động thủ? Vạn nhất bọn họ trốn ở đó chính là vì mai phục người khác thì sao chứ? Vạn nhất không cần chúng ta nhúng tay, bọn họ liền sẽ cùng một nhóm người khác liều chết liều sống, chúng ta liền sẽ không cần phải làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Ngươi nói có đúng hay không? Nam Trúc lé mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi co giật một cái. Bạch y nữ tử lại trầm mặt rồi. Diễu Khánh trực tiếp thu hồi bản đồ, đi vòng qua trước nàng, cũng phất tay kêu gọi, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức đuổi theo. Bạch y nữ tử yên lặng xoay người, đi theo phía sau mấy người. Bọn họ vốn cũng cách vị trí đám người Ti Nam phủ ẩn núp không xa, chỉ chốc lát sau đã đến nơi. Đi đến chỗ ngoặt, biết rõ phía bên kia chỗ ngoặt có ẩn giấu một đám người, Diễu Khánh đánh giá bên kia đã nghe được tiếng bước chân mấy người bọn họ tới gần. Vì thể hiện không có địch ý, ân hừ. Hắn cố ý ho khan rõ to một tiếng, sau đó mới cất bước đi ra ngoài, cũng quẹo qua chỗ ngoặt. Vừa quẹo qua, huỳnh thạch trong tay rọi sáng bên kia, lập tức nhìn thấy một đám người thu mình tại đó, cũng nhìn thấy được một đống vũ khí chỉ vào mình, càng có từng đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh giác. Đợi cho Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cùng hiện thân, đám người Ti Nam phủ vừa nhìn thấy, phát hiện lại là ba tên gia hỏa lúc trước kia. Diễu Khánh áp sát tới một chút, đang định tự giới thiệu, ánh mắt chợt ngẩn ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Kim Hóa Hải, cảm giác nhìn quen mắt, nghĩ đến những người này có thể là người của Ti Nam phủ, lập tức nhớ tới là ai, lúc này đã minh bạch dung mạo quỷ quái này của Kim Hóa Hải hẳn phải là đã được hóa trang, lập tức cười nói, là Kim Hóa Hải Kim tiên sinh sao? Ta, A Sĩ Hành, Liệt Châu vào kinh thành đi thi còn là được ngươi hộ tống, ta là A Sĩ Hành, có nhớ hay không? Đoán được người tới chính là người của Ti Nam phủ, không nghĩ tới còn có người quen cũ, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Bên kia chỗ ngoặt, còn chưa có hiện thân, bạch y nữ tử chỉ có thể nhìn thấy ba người Diễu Khánh, nhìn không thấy đám người Ti Nam phủ bên trong, nghe nói vậy thì ngây ngẩn cả người, kinh nghi bất định mà nhìn Diễu Khánh, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng sững sờ, phát hiện lão thập ngũ này thật đúng là một bộ đã đi ra ngoài trải nhiều việc đời. Chạy đến trong một phần cũng là có thể đụng phải người quen. A Sĩ Hành. Phía bên Ti Nam phủ có người thì thầm một tiếng, tiếp đó là một trận rối loạn. Đối với toàn bộ Ti Nam phủ mà nói, cái tên A Sĩ Hành này còn thật không dễ dàng bị bỏ qua, vị hôn phu của đệ tử địa mẫu A, ngay mặt không nói, phía sau còn có ai chưa từng thảo luận qua. Huống chi còn là đại tài tử danh dương thiên hạ. Kim Hóa Hải khá bất đắc dĩ, phát hiện thật đúng là sợ cái gì tới cái đó, tên ngốc này đầu óc có bệnh đi, đã là làm bộ không quen biết rồi, làm gì còn phải giống như muốn chết xông tới chứ. Hiện tại hắn rất muốn hỏi Diễu Khánh một chút, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Đi, tra xét một chút, nhìn xem có phải là quỷ thai biến thành hay không. Kim Hóa Hải nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, tại phương diện này hắn còn là hơi có kinh nghiệm. Lúc này có hai người đi tới, Diễu Khánh chủ động đưa tay ra cho hai người tra xét. Chỉ một người tra xét, một người khác phụ trách đề phòng. Bạch y nữ tử thân thể hơi nghiêng, lưng dán tại trên vách tường bên kia chỗ ngoặt, sợ bị hai người đi ra nhìn thấy. Không chỉ có là Diễu Khánh, sư huynh đệ ba người đều bị kiểm tra một lần, hai người kia mới lui về ra hiệu cho biết là người thật, không phải yêu tà biến thành. Lúc này Kim Hóa Hải mới đi ra khỏi đám người, đi đến trước mặt Diễu Khánh quan sát trên dưới, không vui hỏi, ngươi tại sao chạy tới nơi này, đây là địa phương ngươi phải tới sao? Diễu Khánh cười nói, ta là tại sao chạy tới? Các ngươi vì sao chạy tới, ta chính là vì đó mà chạy tới. Thế nào, ngươi không biết vân đồ mà Chung gia hiến cho địa mẫu là ta đưa cho Chung gia sao? Tại nơi này gặp được người của Ti Nam phủ, hắn liền xác định được, Ti Nam phủ quả thực đã giải được vân đồ. Ở bên kia, bạch y nữ tử kinh ngạc. Đám người Kim Hóa Hải đều kinh nghi, vân đồ. Bọn họ đều không biết Ti Nam phủ chưởng lệnh đã cầm đến vân đồ vào tay. Chuyến này, bọn họ cho rằng có liên quan tới vân đồ, cho rằng là tới tìm vân đồ, không nghĩ tới vân đồ đã đến trên tay chưởng lệnh. Vậy lần này chẳng phải chính là trực tiếp nhằm tới tiên gia phúc địa trong truyền thuyết sao?
Diễu Khánh nhìn phản ứng của bọn họ, không khỏi hoài nghi, thế nào, các ngươi đi đến nơi đây vẫn còn không biết. Kim Hóa Hải vội nhấc tay ra hiệu ngừng, A Sĩ Hành, ngươi câm miệng cho ta, chúng ta không biết lời ngươi nói có ý gì, ngươi cũng không nên nói tiếp nữa. Cơ mật trọng đại như thế, nghe được cũng đã vô cùng lo sợ, quả thực là đang hù dọa bọn họ, biết rõ thứ không nên biết, trở về thật sợ bị người diệt khẩu A. Trước lúc nói mấy lời này, hắn còn dự định đem đối phương diệt khẩu A. Diễu Khánh thì là lời nói không khiến cho người khác sợ hãi đến chết thì không ngừng, không nói. Ta đã trước các ngươi một bước tìm được vị trí Tiểu Vân Giang rồi, các ngươi xác định không có hứng thú. Kim Hóa Hải triệt để hết chỗ nói rồi, một đám người Ti Nam Phủ đều sững sờ, như bị thiên lôi đánh trúng. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng trợn tròn mắt, rất muốn hỏi lão Thập Ngũ xem đây là tình huống gì, ăn sai thuốc rồi sao? Vậy mà lại đem bí mật như thế cứ như vậy báo cho người của Ti Nam Phủ biết. Phía sau lưng dán sát tường, Bạch Y Nữ Tử cũng có cảm giác có phải mình đã nghe lầm rồi hay không. Đám người Ti Nam Phủ sau khi sững sờ thì đều là sợ hãi. Thấy Diễu Khánh còn muốn nói gì đó nữa, Kim Hóa Hải lập tức giơ tay của trách, ngậm miệng. Không được nói tiếp nữa, vị trí Tiểu Vân Giang kia, gặp chưởng lệnh rồi nói cũng không muộn. Nhiều đôi lỗ tai như vậy vẫn nghe, nếu thật sự nói ra miệng rồi, nếu thật để cho nhiều người như vậy nghe được, vậy thì còn được sao? Diễu Khánh lập tức vỗ tay hoan nghênh đồng ý, nói, Kim Tiên Sinh nói không sai, vậy thì làm phiền chư vị hộ ta mau mau rời đi nơi đây. Lời này vừa nói ra, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều là thần tình co quắp, đánh giá một đám người Ti Nam Phủ phải liều mạng hộ tống rồi. Lưng dựa vách đá, Bạch Y Nữ Tử có thể nói triệt để sợ ngay người, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Người chạy đến nơi đây muốn chết muốn sống đều là vì Tiểu Vân Giang mà đến, nhân tính tham lam, làm sao có khả năng chủ động bộc lộ bảo tàng chia sẻ với người khác. Lúc trước nàng ta còn dùng việc này để ép Diễu Khánh, nào ngờ Diễu Khánh vừa quay đầu lại liền tự mình đem mình bóc trần đi ra. Sau khi qua cơn khiếp sợ, nàng cũng đột nhiên kịp phản ứng lại, lập tức xoay người lộ diện, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diễu Khánh, gằn từng chữ, A Sĩ Hành, ngươi dám chơi xỏ ta. Giọng điệu đó âm lạnh đến mức khiến người như rơi hầm băng. Nghĩ đến Diễu Khánh lúc trước nói vì sao phải trước tiên gặp đám người nhiều người bên này, đó chỉ là lý do che đậy mà thôi, nói đến nỗi nàng cũng rất chấp nhận rồi. Náo loạn nửa ngày, thì ra hướng nơi nhiều người nhất chính là bởi vì nhiều người lực lượng lớn, là bởi vì dễ làm ô dù cho hắn. Nghĩ đến lúc trước mình còn một đường chỉ dẫn bọn hắn đi tới đây gặp mặt, Bạch Y Nữ Tử lập tức tức giận đến cả người đều run rẩy cầm cập, nắm chặt song quyền. Kim Hóa Hải nghe tiếng lộ diện, vừa nhìn thấy nữ nhân này, nghi hoặc hỏi, đây là người nào? Diễu Khánh, nàng có khả năng chính là lão bà Vân Hệ của Quan Phong Dương, dùng tà thuật gì đó sống đến bây giờ, ta cũng không rõ. À, không ít người nghe vậy giật mình thất thanh. Không ít người của Ti Nam Phủ lập tức chạy đi ra nhìn nhìn, đều minh bạch, nếu như thực sự là lão bà của Quan Phong Dương, vậy chẳng phải đã sống mấy nghìn năm rồi. Thấy mọi người có vẻ kinh sợ, Diễu Khánh đặc biệt cường điệu, mọi người không cần sợ, hiện tại nàng là quỷ thai biến thành, thực lực cũng không lợi hại như mọi người nghĩ, nếu không chúng ta đã sớm mất mạng rồi. Chuyện tới bây giờ, Kim Hóa Hải cũng không quản gì khác nữa rồi, trầm giọng nói, đi, rời khỏi địa phương quỷ quái này, đi ra ngoài. Ngay cả vị trí Tiểu Vân Giang cũng đã lấy tới tay rồi, đem Diễu Khánh đưa đi ra ngoài mới là hàng đầu, cần gì còn phải quản nhiệm vụ gì đó nữa chứ. Đem người dẫn đi ra ngoài chính là một đại công, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây mạo hiểm nữa. Nào ngờ Diễu Khánh lại vội vàng giữ hắn lại, hỏi hắn, khi các ngươi tiến đến thì không có phát hiện thông đạo nhập khẩu có phần cổ quái sao? Được nghe lời ấy, Kim Hóa Hải dừng lại, nghi vấn, là có cổ quái, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Diễu Khánh chỉ vào Bạch Y Nữ Tử, nhập khẩu hoàn toàn bị nàng ta khống chế, không biết nàng ta làm phương pháp vận chuyển gì, có thể rất nhanh điều khiển những tảng đá kia, muốn theo nhập khẩu đi ra ngoài sợ là trắc trở trùng điệp. Ta biết được một cái xuất khẩu khác ở đâu, đi, đi theo ta. Vừa nghe lời này, Bạch Y Nữ Tử lập tức đoán được cái mà hắn gọi là một cái xuất khẩu khác là chỉ địa phương nào. Khi ba người Diễu Khánh dừng lại tại nơi địa phương sụp đổ kia thì nàng còn cố ý hiện thân quấy nhiễu một chút. Bởi vì lúc trước Diễu Khánh cầm cây hương trong tay, lải nhải cái gì mà tổ sư gia hiển linh, nàng có quan sát qua, ít nhiều có phần lo lắng. Bây giờ xem ra, bất hạnh thành thật, tên gia hỏa này quả nhiên đã nhận ra.
khiến nàng không thể tiếp nhận nhất chính là bản đồ giúp cho hắn tìm được xuất khẩu còn là do chính tay nàng ta vẽ ra đưa cho. Nghĩ đến điểm này, lập tức có cảm giác tức giận đến thổ huyết. Chương 199, tổn thất nặng nề. Bạch y nữ tử cực giận mà cười, tiến vào đây, một tên đều đừng nghĩ sống sót rời đi. Nhấc tay chỉ về phía Vũ Khánh, ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Giọng điệu đó, thật sự là rất hận. Bởi vì năm đó bị tập kích quấy rối gây ra tổn thất, thí dụ như một số khôi sĩ được lắp ráp lại kia đến nay cũng không thể toàn bộ khôi phục lại. Bị bức bách bởi tình cảnh hiện tại, nàng ta mới ước lượng nhóm thực lực yếu nhất, cho rằng có thể kiểm soát được nên mới hiện thân gặp mặt, không nghĩ tới chính là nhóm người mà nghĩ rằng có thể kiểm soát được này lại dễ dàng khiến nàng ta bộc lộ rồi. Năm đó khi lần đầu tiên cổ mộ bị khai quật ra, đối diện với một đám người tập kích quấy rối, nàng ta cũng chưa từng lộ diện, là bởi vì biết rõ một khi mình bộc lộ, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi, chỉ sợ ngoại giới đem cái tòa địa cung này lật đáy lên trời cũng muốn tìm ra nàng ta cho bằng được. Cổ mộ trải qua một lần bị tập kích quấy rối có thể không bị việc gì, may mắn còn tồn tại được chính là bởi vì ngoại giới cảm thấy không đáng tiếp tục đại động can qua. Một khi biết được sự tồn tại của nàng ta thì chắc chắn không tiếc trả giá, hậu quả đó không phải nàng ta có thể chịu nổi. Lần này tự như nàng ta nói, nàng là thật sự phát hung rồi, một người đều đừng nghĩ sống sót rời đi. Vũ Khánh lập tức trào phúng, năm đó người còn sống sót rời đi hình như cũng không ít a. Trên thực tế, Kim Hóa Hải ở bên cạnh chính là người năm đó còn sống rời đi, nếu đã dám lại lần nữa tiến vào thì nói rõ cũng không quá đáng sợ, cho nên đối với lời nói uy hiếp của Bạch Y nữ tử, hắn không có phản ứng gì, cho rằng chỉ cần thận trọng cẩn thận đúng lúc đúng chỗ thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đã bị làm cho tức giận, còn gặp phải châm biếm, Bạch Y nữ tử lập tức giận không thể ác, cũng có thể nói là tâm tình không khống chế được, hung hãn nhào tới Vũ Khánh. Ken Mục Ngạo Thiết vung kiếm trong tay ra, ngay tại chỗ chém nàng ta rơi trên đất, một kiếm chia đôi, phù phù rơi xuống. Bị chém xéo tách đôi nằm trên mặt đất, Bạch Y nữ tử vẻ mặt cười thảm, đối với Vũ Khánh nở nụ cười quỷ quái nói, làm sao có khả năng ngươi vừa mở miệng hỏi liền nói cho ngươi sự thật, vị trí Tiểu Vân Giang mà ngươi biết là giả. Dứt lời liền hiện ra nguyên hình của quỷ thai, không còn động tĩnh. Vũ Khánh không biết nói gì, ngay từ đầu hắn đã không cho rằng đối phương có thể triệt để vũ ra sự thật, đó cũng là nguyên nhân hắn quyết đoán buông tha, nhưng mà ngươi đừng nói ra nha, nói rõ ra như vậy chính là muốn phá công sức của hắn. Nói trắng ra chính là không hy vọng người của Ti Nam phủ bảo hộ hắn rời đi, nhằm dễ dàng đùa chết hắn. Quả nhiên, ánh mắt toàn bộ đám người Ti Nam phủ đồng loạt nhìn chăm chú về phía hắn. Kim Hóa Hải hỏi, nàng nói giả, là như thế nào? Vũ Khánh cũng không phải gỗ mục, tự sẽ có cách nói để vãn hồi, Kim tiên sinh, thật hay giả ta không dám đảm bảo, nhưng mà tại thời điểm này nàng nói ra như vậy, ý đồ gây xích mích ly gián rất rõ ràng, đơn giản là không hy vọng ta rời đi, ngươi nói là thật hay là giả? Vấn đề giao cho đối phương tự trả lời, làm cho đối phương tự đi gánh chịu trách nhiệm đó. Khóe miệng Kim Hóa Hải giật giật, đã hiểu rồi, không quản thật hay là giả, hắn đều phải đưa người đi ra ngoài, chuyện phân rõ thật giả không cần hắn phải quan tâm. Nếu không thể đưa người đi ra ngoài, đó chính là trách nhiệm của hắn. Lúc này hỏi, địa cung này không khác gì mê cung, ngươi xác định ngươi biết một lối ra khác ở đâu? Vũ Khánh lấy bản đồ ra, ta đã lấy được bản đồ từ trên tay nữ nhân kia. Kim Hóa Hải, nàng ta làm sao lại đưa bản đồ cho ngươi? Bản đồ mà nàng ta đưa ngươi há có thể cho là thật? Vũ Khánh, sẽ không có sai, ta đã theo bản đồ đi một chuyến, đã tìm đến vị trí lối ra và tra xét qua. Kim Hóa Hải lập tức nhìn chằm chằm bản đồ hỏi, vị trí xuất khẩu ở đâu? Vũ Khánh vừa định chỉ ra, nhưng đột nhiên ngừng lại, để ta dẫn đường. Hắn muốn giữ lại một chút, sẽ càng có nhiều đảm bảo hơn, trên đường lại càng không có khả năng bị vứt bỏ. Kim Hóa Hải không miễn cưỡng, trầm mặc một chút, ánh mắt lấp lóe bất định, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vũ Khánh chờ một hồi, chậm chạp không thấy có phản ứng gì, lúc này có phần sốt ruột nói, Kim tiên sinh, không thể do dự nữa, đi nhanh thôi. Kim Hóa Hải chợt than thở, nếu không thể xác định Tiểu Vân Giang thật hay giả, chúng ta không thể rời đi. Chuyện gì? Vũ Khánh sửng sốt, ngay lập tức cả kinh hỏi, nữ nhân kia đã thể hiện rõ là đang gây chia rẽ, ngươi còn cho là thật hay sao? Kim Hóa Hải trầm giọng,
Ngươi nghĩ rằng bọn ta là tiến đến đây chơi đùa sao? Ngươi có biết chúng ta tiến vào một lần không dễ dàng cỡ nào hay không? Chúng ta gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, không gánh chịu nổi hậu quả của việc tự ý rời đi. Đến tột cùng là nhiệm vụ gì, những nhân viên đi theo khác cũng không biết rõ, trước đó cũng không biết sự thật, thuần túy là phụng mệnh hành sự. Vũ Khánh hỏi ngược lại, các ngươi tới nơi này, còn có thể có nhiệm vụ gì chứ, khẳng định là tới vì Tiểu Vân Giang. Khóe miệng Kim Hóa Hải nhếch nhếch, giống như làm ra quyết định sau cùng, trầm giọng nói, dẫn đường đi. Vũ Khánh thở phào nhẹ nhõm, lập tức chỉ về phía đường đi tới lúc trước, đi phía này. Một đám người cấp tốc rời đi, Kim Hóa Hải không thể để cho Vũ Khánh đi ở phía trước mạo hiểm, phái mười mấy người ở phía trước mở đường, Vũ Khánh ở chính giữa chỉ đường là được. Khi xuyên qua khu vực lộ tuyến có màu lục trên bản đồ thì tất cả đều thuận lợi, không có xuất hiện bất cứ dị thường gì. Nhưng càng là thuận lợi, càng khiến cho Vũ Khánh nâng cao cảnh giác, lo lắng đây là sự yên tĩnh trước cơn bão tố. Không ngoài dự liệu, sau khi đi tới khu vực lộ tuyến hồng sắc không được bao lâu, phiền phức liền ập tới rồi. Tích tích tích. Một nhóm mới vừa đi đến một chỗ không gian giao nhau bởi bốn cái thông đạo, một tòa không gian tương đối lớn, đầu to liền cất tiếng kêu to leng keng vang lên. Đám người Kim Hóa Hải đang kỳ quái không biết thứ gì trên người hắn đang kêu vang thì Vũ Khánh đã hô vang trước, mọi người cẩn thận. Vừa mới nói xong, từ phương hướng bốn cái thông đạo đã truyền đến một tràng âm thanh chạy nhanh. Sư huynh đệ ba người nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện là khôi sĩ, vô số khôi sĩ từ bốn cái thông đạo chen chúc đánh tới. Địch ta song phương trong nháy mắt giao chiến với nhau, trong nháy mắt liền đánh nhau oanh oanh liệt liệt. Lúc này Vũ Khánh mới ý thức được, hơn trăm nhân viên Ti Nam phủ này vậy mà không có mang theo vũ khí, lại là dùng bàn tay trần nghênh chiến. Cho dù không có vũ khí, nhưng những khôi sĩ kia khi đối diện bọn họ thì đa số là không chịu nổi một đòn. Cẩn thận, trong những cương thi giả này có khả năng ẩn giấu cương thi thật. Kim Hóa Hải gào to nhắc nhở, không phải lần đầu tiên tiến vào, hắn hiển nhiên có chút kinh nghiệm. Âm thanh va chạm kịch liệt trầm rầm đã chứng minh lời hắn nói, trong đó quả thực ẩn giấu cương thi thật. Được đoàn người bảo vệ xung quanh, Vũ Khánh ở chính giữa nhắc nhở, đây không phải cương thi, là khôi sĩ. Kim Hóa Hải quay đầu lại hỏi, có ý gì? Vũ Khánh, ta cũng không biết, cũng không rõ có khác biệt gì, là nữ nhân kia nói cho biết. Cũng quản không nổi nói thêm cái gì, cục diện đột nhiên giống như không khống chế được. Chỉ thấy lượng lớn khôi sĩ thật thật giả giả giống như thủy triều tràn vào, quỷ thai càng là vừa nhào lên trước cuốn lấy liền cắn, dù cho yếu ớt không chịu nổi một kích thì cũng dùng số lượng khiến cho hiện trường hỗn loạn. Thực lực đám người Ti Nam phủ phái tới này không kém, lượng lớn quỷ thai tại dưới tay bọn họ giống như chém dưa cắt rau vậy, bị đánh cho bay tán loạn, nhưng vẫn yên nguyên hung dữ không sợ chết mà vọt tới. Vì ngăn chặn người xâm nhập, chân chính là không tiếc trả giá. Càng kinh khủng chính là rất nhiều quỷ thai nhưng là hóa thành hình dạng của nhân viên Ti Nam phủ tại hiện trường, thừa dịp rối loạn mà tràn vào, lập tức khiến hiện trường lúng cuống tay chân, trong lúc vội vàng phân không rõ địch ta. Kim Hóa Hải chợt hô to, tận lực lưng dựa vào vách đá, giảm thiểu mặt thù địch. Rất nhiều người nghe vậy lập tức nghe theo, lưng dựa vào vách tường chống đỡ tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Nhưng mà không bao lâu sau, sự tình kinh khủng liền xuất hiện. Nhân viên dựa vào vách tường, trên ngực hoặc bụng lục tục tung tóe ra huyết hoa, có mũi nhọn sắc bén đâm xuyên qua. Người bị thương bi rống đánh trả, đem quỷ thai bám tại trên vách đá đánh hiện ra nguyên hình. Chỉ là lần này, đại bộ phận nhân viên Ti Nam phủ đều đổ nhào xuống rồi. Nhanh chóng hộ tại hai bên Vũ Khánh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cực kỳ hoảng sợ, kiếm trong tay càng là nắm chặt thỉnh thoảng bổ ra chém vào quỷ thai nhào tới. Phát hiện mình yên nguyên đứng ở giữa khu vực không gian giao lộ, gần như không di động được chút nào, Vũ Khánh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Kim Hóa Hải ở bên cạnh đang che chở mình, trong ánh mắt có vẻ khiếp sợ, lại nhìn nhìn xung quanh. Đột nhiên, không biết xúc tu từ nơi nào toát ra, dán sát mặt đất luồn tới, cuốn người bị thương ngã xuống đất rồi trực tiếp kéo đi, đụng lật đổ không ít quỷ thai. Ánh mắt theo những khe hở giữa những bóng người chớp động nhận thấy được dị thường, Vũ Khánh hô to, đừng cho mang thi thể đi. Nàng muốn thức tỉnh càng nhiều hơn khôi sĩ, chém đứt xúc tu. Có người làm theo, càng nhiều chính là ốc còn không mang nổi mình. Kim Hóa Hải có ý khác, quát lên, không nên dây dưa, đi, lao đi ra. Người sống sót lập tức mở đường, lúc này vết ra một cái con đường dính đầy lục dịch.
đám khôi sĩ hỗn tạp lượng lớn quỷ thai cũng ngăn cản không được bọn họ, chỉ có thể một đường truy kích, đuổi theo một hồi sau cùng cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Một đám người chạy đến giao lộ, khi Vũ Khánh lấy bản đồ ra xác nhận vị trí hiện tại thì tiện thể nhìn nhìn nhân số còn lại hiện nay, phát hiện ngoại trừ sư huynh đệ ba người bọn họ, Ti Nam phủ tiến tới hơn 100 người vậy mà chỉ còn lại có 13 người, bao gồm cả Kim Hóa Hải ở trong đó. Tổn thất nặng nề. Trên mặt nhân viên Ti Nam phủ lộ rõ sự bi thương, một đám người thực lực không kém, vậy mà dễ dàng bị sụp đổ trong tay một đám yêu tà thực lực tệ hại vô cùng, thật sự là quá không nên rồi. Quan sát xung quanh một chút, Kim Hóa Hải đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói thức tỉnh khôi sĩ gì đó nghĩa là gì? Vũ Khánh nhìn chằm chằm bản đồ không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nam Trúc tiếp lời, lúc trước chúng ta tại một chỗ nhìn thấy, trong đó chứa rất nhiều, hình như đạt hơn vạn khôi sĩ, nhưng cơ hồ tại năm đó đều đã bị Ti Nam Phủ và Thiên Lưu Sơn giết chết một lần, được lắp ráp điều chỉnh lại, nếu muốn thức tỉnh lại lần nữa thì nữ nhân kia nói là cần có máu tươi của hơn 100 người. Lúc trước còn kêu chúng ta đi bắt về. Các ngươi một lần tổn thất nhiều người như vậy, e rằng đã đủ cho nàng ta thức tỉnh gần nửa khôi sĩ. Nghe được lời ấy, một gã nhân viên Ti Nam Phủ trầm giọng nói, đã là như thế, các ngươi còn nhớ rõ vị trí chứa ở đâu không? Thừa dịp còn chưa có thức tỉnh, hủy nó đi. Nam Trúc gật đầu, biết rõ. Kim Hóa Hải lại nhấc tay, những khôi sĩ kia kỳ thực cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ trái lại là đám quỷ thai nhìn như rất yếu kia, chúng nó với năng lực thiên biến vạn hóa lúc nào cũng có thể tận dụng mọi thứ, khiến người khó lòng đề phòng, thí dụ như lúc trước. Ai? Năm đó, lượng lớn nhân thủ tiến đến, sau khi chúng ta phát hiện năng lực biến hóa của những quỷ thai này thì liền có thủ đoạn nhằm vào, giữa đồng bọn với nhau đặt ra ám hiệu ước định. Ai ngờ những quỷ thai này nhưng là ở trước mặt hắn biến thành ngươi, lại tại trước mặt ngươi biến thành hắn, hai bên bắt lấy ám hiệu của nhau, khiến chúng ta bị tổn thất thật lớn. Một người khác hỏi, hành tẩu, lẽ nào cứ mặc kệ như vậy không quản sao? Kim Hóa Hải, chuyện trọng yếu nhất hiện tại của chúng ta không phải là đánh giết giết mà là mau chóng rời đi nơi đây. Chỉ Vũ Khánh, thể hiện bí mật trên người hắn mới là trọng yếu nhất. Người khác suy nghĩ cũng phải, đành phải nghẹn lấy một bụng tức giận muốn báo thù. Thấy đã thuyết phục được những người khác, Kim Hóa Hải lại hỏi Vũ Khánh, đã xác định được vị trí hay chưa, cách xuất khẩu còn bao xa? Vũ Khánh đưa tay chỉ lên bản đồ, chúng ta đang ở đây, xuất khẩu tại nơi này, cũng không tính xa. Ở bên hỗ trợ chiếu sáng, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết gần như đồng thời sửng sốt, nhìn không được nhìn nhau, nhìn thấy phản ứng của đối phương, mới biết được mình cũng không có nhìn lầm. Xuất khẩu mà Lão Thập Ngũ chỉ tới dĩ nhiên là sơn cốc trong lòng đất lúc lần đầu gặp được bạch y nữ tử kia. Chương 200, công lao của ta. Chuyện gì vậy? Hai người bọn họ là không biết xuất khẩu ở đâu, bởi vì lúc trước khi tìm được cửa ra thì Vũ Khánh cũng không có nói cho bọn họ biết. Nhưng nếu là nói xuất khẩu tại trong sơn cốc kia vậy thì hai người liền có phần bối rối, nếu như tại trong sơn cốc kia, vậy lúc trước tìm tới tìm lui tính là chuyện gì xảy ra? Đã nhớ lầm địa điểm hay sao? Hai người cảm thấy rất không có khả năng này, đầu óc của tên gia hỏa Lão Thập Ngũ này rất tốt, chưa nói được là đã gặp qua thứ gì liền không quên được, nhưng quả thực là rất tốt, mấy sư huynh đệ khác đều không bằng, rất không có khả năng nhớ lầm mới phải. Huống chi, tại trên bản đồ, vị trí của sơn cốc kia gần như ở ngay tại trung tâm toàn bộ bản đồ, có thể là sai lầm không? Nếu sai lầm cũng không sao, nhưng hai người nhớ kỹ Lão Thập Ngũ nói trong sơn cốc kia có ẩn giấu đồ vật khổng lồ gì đó, nếu như đụng phải nó thì làm sao bây giờ? Tại lúc hai người định nhắc nhở thì Vũ Khánh đột nhiên lại lần nữa chỉ tay lên bản đồ, nhấn mạnh nói, ta sẽ không nhớ lầm, chính là tại nơi này. Cử chỉ này của hắn thu hút tất cả mọi người nhìn vào trên bản đồ, mà chính hắn thì nhân cơ hội này ném cho hai vị sư huynh một cái ánh mắt, cau mày ra hiệu. Lời hai vị sư huynh định nói vừa lên đến miệng liền kẹt lại rồi, đã hiểu, Lão Thập Ngũ biết rõ bọn họ lo lắng, trong lòng đã có tính toán. Càng thêm không hiểu, đã biết rõ trong sơn cốc kia có dấu nguy hiểm còn muốn mọi người đi tới, Lão Thập Ngũ đây là muốn làm gì? Đừng dọa người có được hay không? Nhưng một ít ăn ý thì vẫn phải có, biết rõ tại trong loài chuyện này, Lão Thập Ngũ hẳn sẽ không hại bọn họ, đoán chừng là có nguyên nhân đặc biệt gì đó khác, chỉ có thể là nhẫn nại nơm nớp lo sợ, xem tình huống rồi nói tiếp. Thấy Vũ Khánh chỉ ra vị trí xuất khẩu, Kim Hóa Hải chúi đầu tới sát nhìn rõ,
muốn nỗ lực nhớ kỹ, nhưng mà sau khi xem xong thì nghi hoặc, nơi người chỉ này tại sao chỉ là một chỗ trống, ngay cả đường cũng không có. Vũ Khánh nở nụ cười, ngươi cảm thấy bản đồ mà nữ nhân kia đưa cho ta có thể vẽ ra xuất khẩu đào sinh hay sao? Có cũng sẽ không vẽ, không có vẽ ra, trống rỗng là đúng rồi. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, Kim Hóa Hải cũng yên lặng gật đầu, rất chấp nhận. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lại nhìn không được liếc mắt nhìn Vũ Khánh, xem như đã phục tên gia hỏa này, lời ứng phó người thuận miệng là có thể toát ra được. Khiến hai người chịu không nổi nhất chính là lời nói mà tên kia dùng để ứng phó người khác còn luôn nói nghe rất có đạo lý, lời nói bậy nghe vào tai vậy mà nghe còn thật hơn cả nói đúng. Thấy xuất khẩu quả thực không còn xa nữa, Kim Hóa Hải trầm giọng nói, nếu đã không còn xa, vậy thì nhanh lên một chút chạy đi đi. Đừng để cho đám yêu tà kia cuốn lấy nữa. Lời hắn nói là quyết định, mọi người lập tức lại tiếp tục xuất phát. Lần này vừa động thủ, Vũ Khánh lại phát hiện không đúng, phát hiện trên tay đám này gia hỏa vậy mà đều xuất hiện một thanh vũ khí, nhìn vũ khí chỉnh thể phím màu đen tối, hơi suy nghĩ liền có thể minh bạch, đám này gia hỏa hẳn phải là lúc trước đoạt lấy từ trên tay những quỷ thai và khôi sĩ kia. Hắn nhớ tới cảnh tượng từ bên trong thân thể có thể mọc cây nở hoa kia, muốn nhắc nhở một chút, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn là ngậm miệng rồi. Nhưng mãi cho đến sau cùng cũng không có xuất hiện cảnh tượng mà hắn lo lắng kia, nghĩ đến Ti Nam Phủ không phải một lần tiến vào cổ mộ thì bình thường trở lại. Người ta tại một số phương diện khẳng định có chuẩn bị, giống như đám người Liễu Phiêu Phiêu tiến và không sợ gì vậy. Mọi người một đường cấp tốc đi tới trước, đồng thời cảnh giác xung quanh. Một đường kế tiếp, rất thuận lợi, không có gặp phải bất cứ yêu tà gì quấy rầy, chỉ có âm thanh va chạm cành cạch từ địa phương xa xa không biết nào đó mơ hồ truyền đến, Vũ Khánh đoán là đám người Liễu Phiêu Phiêu. Đi một chặng đường rất dài, vẫn là đi đường bình an, một đường bằng phẳng thuận lợi đến mức khiến cho Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, lại thỉnh thoảng quan sát sợi rễ ở xung quanh. Hai người không chút nào nghi ngờ việc Bạch Y nữ tử đã thấy được xuất khẩu mà Vũ Khánh đã chỉ ra trên bản đồ. Cho nên, hai người hoài nghi là Bạch Y nữ tử đang cố ý thả cho Vũ Khánh hay là thế nào khác. Đây mới là điểm khiến hai người âm thầm kinh nghi, lão thập ngủ lại cùng Bạch Y nữ tử kia yên lặng phối hợp với nhau hay sao? Khi một nhóm cuối cùng đi đến được một khu vực trống nhỏ trên bản đồ thì xuất hiện một cái thông đạo không có trên bản đồ. Đi tới phần cuối thông đạo, chỗ không gian trong lòng đất, chỗ sơn cốc trong lòng đất kia, còn có cái cầu trong lòng đất kia lại xuất hiện tại phía trước. Phong cách, hình thức đột ngột thay đổi, hoàn toàn khác với hoàn cảnh trong lòng đất mà lúc trước đã gặp qua. Đám người Kim Hóa Hải đều dừng lại tại phần cuối động khẩu, giơ huỳnh thạch trong tay lên hướng ra phía ngoài chiếu sáng khắp nơi, thế nhưng ánh sáng lại chiếu không được xa lắm, cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây phía ngoài kia. Vù! Kim Hóa Hải chợt bấm tay bắn ra một quả huỳnh thạch, nhìn huỳnh thạch đi xa, nhìn huỳnh thạch hóa thành một điểm ánh sáng nhạt hạ xuống thâm cốc. Vũ Khánh lại vũ bản đồ ra cho hắn nhìn, Kim tiên sinh, ngươi nhìn xem, ta không nói sai đi, nơi đây có động thiên khác, nữ nhân kia cố ý không có vẽ ra, là ta trong lúc vô ý tìm đến. Là ta lo lắng nhiều. Kim Hóa Hải gật đầu tán thành, nhìn quanh hoàn cảnh đen kịt trống trải trước mắt, cũng có mấy phần cảm khái, năm đó cũng tính là tại trong địa cung này luồn lách khắp nơi. Không nghĩ tới còn có không gian trong lòng đất rộng lớn như thế tồn tại. Vũ Khánh nghiền ngẫm cười, nghĩ thầm, tiện nhân kia nếu là không muốn để cho các ngươi phát hiện được cái nhập khẩu này, chỉ sợ dù có đi ngang qua sát bên cạnh các ngươi cũng vị tất có thể phát hiện. Xuất khẩu ở đâu? Kim Hóa Hải chợt hỏi. Vũ Khánh thu bản đồ cất đi, chỉ phía dưới, tại trong sơn cốc phía dưới cầu, chỉ là bị phá hỏng rồi, dọn dẹp ra khả năng có chút phiền phức. Kim Hóa Hải, vậy hãy mau dọn dẹp, trực tiếp từ nơi này đi hay sao? Các ngươi chờ chút. Vũ Khánh ném xuống một câu nói, liền phất tay ra hiệu một cái, trực tiếp dẫn theo hai vị sư huynh trước tiên đi lên cầu. Chờ chút cái gì? Những người khác có phần không hiểu ra sao. Kim Hóa Hải đang định cũng đi theo lên cầu, Vũ Khánh quay đầu lại kêu gọi, đừng nhúc nhích, cầu đã năm lâu, không vững chắc, chịu nặng không được, nếu không cẩn thận sẽ bị sụp, một lần chỉ có thể đi qua 2-3 người. Kim Hóa Hải nửa tin nửa ngờ, chậm rãi thu hồi chân, nhìn chằm chằm mặt cầu thì thầm một tiếng, không vững chắc sao? Không phải à, đồ vật trong địa cung này đều sẽ không dễ dàng mục nát mới phải. Rồi lại ngẩng đầu kêu hỏi, các ngươi làm gì? Vũ Khánh,
chờ ta đi đến một đầu khác kêu to lên, các ngươi lại từng nhóm ba người, từng nhóm đi qua. Bên này đành phải chờ chút, mắt mở trừng trừng nhìn thân ảnh ba người cầm huỳnh thạch dần dần đi xa. Sư huynh đệ ba người đi đến động khẩu ở đầu cầu bên kia, cũng là lần đầu tiên đến động khẩu bên này. Sau khi hơi chút đi sâu vào một khoảng cách, Vũ Khánh nhấc tay ra hiệu dừng lại, đối với thông đạo trống trơn lên tiếng, nữ tiên nhân, nhìn làm trò còn chưa có nhìn đủ sao? Ngươi dự định nhìn tới khi nào? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tiếng lòng căng thẳng. Tích tích tích. Đầu to lại len ken kêu to. Bên trong thông đạo tối như mực phía trước xuất hiện một cái bóng trắng, sau khi đi tới gần thì chính là bạch y nữ nhân kia. Bạch y nữ nhân gặp mặt tự hỏi, ngươi có ý gì? Nói thật đi, nàng cũng có chút bị làm cho hồ đồ, không biết trong hồ lô vị này muốn làm gì, làm cho nàng cũng không tiện tiếp tục nổi giận đùng đùng mà hạ thủ rồi. Cái gì mà có ý gì? Vũ Khánh hai tay buông thả xuống, ngươi không phải muốn ta giải quyết những người kia sao? Không quản quá trình như thế nào, ta đã làm được, đại bộ phận đã giúp ngươi giải quyết rồi, số còn lại cũng đã mang đến cho ngươi. Lần này, ngay cả Mục Ngạo Thiết cũng có phần chịu không nổi, hầu kết rung động một cái. Y và Nam Trúc đều không nghĩ đến, tên gia hỏa lão thập ngũ này vậy mà lại làm cái thòng lọng treo lên xa nhà, sau khi buộc vào cổ lại trợn mắt nói dối, việc này không phải muốn chết sao? Bạch y nữ nhân quả nhiên cười lạnh nói, ngươi giúp ta giải quyết. Rõ ràng là dưới trướng ta không tiếc trả giá để giải quyết. Thế nào lại qua miệng ngươi lại thành công lao của ngươi rồi chứ, ngoại giới thế đời đã đổi thay đến tình trạng như thế sao? Vũ Khánh suy cười nhạt, chỉ đầu mình, suy nghĩ, tiên nhân, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại xem những người kia là chết như thế nào, tại sao đột nhiên trong nháy mắt liền trùng hợp như vậy đều đem phía sau lưng bày ra cho ngươi đi đâm đao. Bạch y nữ tử hơi giật mình, nghe hắn nói như thế thì cảm giác có chút không bình thường, kỳ thực lúc trước nàng cũng cảm thấy có chút bất ngờ, hơn trăm người đột nhiên liền bị nàng thuận lợi giải quyết đại bộ phận, thuận lợi đến mức khiến nàng có chút vô cùng mừng rỡ, vốn tưởng rằng phải trả cái giá thật lớn vậy mà lại tiết kiệm được rồi. Đương nhiên, nàng vẫn yên nguyên hừ lạnh hỏi, muốn dùng một cái miệng lưỡi ba tấc không nát cưỡng ép kéo thành công lao của ngươi sao? Vũ Khánh trân tráo, đương nhiên là công lao của ta. Ta nói cho ngươi biết, dù cho ngươi không phát động lần tấn công kia, sau đó bọn họ cũng xảy ra ngoài ý muốn, cũng đều là sẽ chết, hơn nữa sẽ chết càng nhiều, hơn trăm người sẽ chết đến chỉ còn một người. Bạch y nữ tử, tiếp tục biên đi, ta đã nói, sẽ khiến cho ngươi nếm thử tư vị muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi dù sao cũng đã sống mấy nghìn năm, sao vẫn còn là trong mắt đầy cách nhìn của phụ nữ. Ta không cần nếm tư vị kia, cũng không cần phải biên. Vũ Khánh nghiêng người, phất tay chỉ về hướng tối như mực ngoài động, thắp sáng bên ngoài, ta sẽ dùng sự thật khiến ngươi tỉnh táo lại. Bạch y nữ tử đối diện với hắn. Bên ngoài đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng kim hóa hải gào to, a sĩ hành, ổn hay không? Vũ Khánh tiếp tục chỉ bên ngoài, ra hiệu nhanh lên một chút. Bạch y nữ tử chậm rãi nhấc tay, sau cùng giống như đã hạ quyết tâm, chợt vung ống tay áo lên. Vì vậy rất nhanh, tòa sơn cốc kia lại lần nữa trở nên quang minh và xa hoa, giống như tiên cảnh trong mộng. Nơi động khẩu đầu cầu bên kia, đám người kim hóa hải lập tức trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt liền bị mỹ cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy rõ tình hình động khẩu ở đầu cầu bên kia, nhìn thấy được ba người Vũ Khánh đi ra, cũng nhìn thấy được bạch y nữ tử song song với Vũ Khánh cùng đi ra. Thấy cảnh này, đám người Ti Nam phủ kinh hãi, lập tức cảm giác địa phương này không thích hợp. Kim Hóa Hải chỉ tay hướng bạch y nữ tử, gầm lên, a sĩ hành, ngươi giải thích thế nào? Vũ Khánh ra hiệu cho bên mình dừng lại, cùng bên kia duy trì một khoảng cách an toàn nhất định, sau đó mới thản nhiên cười, cách cây cầu lớn tiếng trả lời, Kim Hóa Hải, cái tên thật hay a, Hoàng Kim Hóa Thành Hải, thế nhưng a, y nguyên cản không được lòng tham tư dục của ngươi. Vì để có được bí mật của Tiểu Vân Giang, không tiếc chính tay sát hại gần trăm người của Ti Nam Phủ. Ngươi vẫn nên suy nghĩ ngươi phải giải thích thế nào với địa mẫu đi. Những người khác của Ti Nam Phủ đều có chút sững sờ. Bạch y nữ tử cùng hai người nam, một thì rõ ràng có phần nghi hoặc, không hiểu, tên này không phải đoạt công lao sao, tại sao lại đem công lao giao cho người khác rồi. Kim Hóa Hải nội tâm kịch chấn, mặt ngoài lại giận tím mặt, a sĩ hành, dám tại đây ăn nói bừa bãi, là có ý gì? Vũ Khánh, ngươi từng tiến vào trong tòa cổ mộ này,
năm đó cũng đã từng giao thủ với những đồ vật trong cổ mộ. Quỷ thai nơi đây có thể biến ảo thành vách đá, khi người tới gần, sẽ nhân cơ hội tập kích người, ngươi dám nói ngươi không biết việc này sao? Ngươi thân là người hiệu lệnh, vì sao còn kêu lên câu tận lực dựa lưng vào vách đá, giảm thiểu mặt thù địch kia, đến nỗi thủ hạ trong nháy mắt chết thảm phần lớn. Đám người Ti Nam phủ lập tức kinh nghi bất định. Kim Hóa Hải hận không thể tiến lên làm thịt hắn, nhưng đối phương đã dụ hắn tới nơi này, dáng vẻ còn là không chút sợ hãi khiến cho hắn không dám lỗ mãn, lo lắng có cạm bẫy gì đó, chỉ có thể là kịch liệt bác bỏ, muốn đổ tội thiếu gì từ. Năm đó khi ta tiến vào chưa có gặp qua quỷ thai biến thành vách đá, lúc đánh nhau lưng tự tường giảm thiểu mặt thù địch mặt có gì sai chứ? Diễu Khánh cũng chỉ ngón tay hét lớn, vì sao chỉ bảo thủ hạ làm như vậy, còn chính mình lại không hề có ý dựa vào tường. Cẩu tặc, ngươi rõ ràng là thấy được cơ hội độc chiếm bí mật Tiểu Vân Giang, đang mượn đao giết người a. Nói đến đây, trong bụng hắn cũng tràn đầy tức giận, mình vốn muốn mượn thế của đối phương để thoát thân rời đi cổ mộ, nào ngờ đối phương lại nảy ra lòng xấu xa. Nghĩ cũng có thể nghĩ được, sau cùng chính là khiến cho hắn phun ra bí mật, rồi hạ thủ với hắn. Làm hại hắn vì để tự bảo vệ mình, không có biện pháp nào đành phải là ngựa tốt quay đầu ăn cỏ quen, lòng đau xót a. Hết chương 200. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.